Đại chúng, người xưa người ta quan niệm là đi tu là bất hiếu, thậm chí ngày xưa là mình mà cạo tóc á, mà cạo tóc là một hình thức bất hiếu. Vì vậy mà có những người chủ trương là không có cạo tóc, phải để tóc dài, để gọi là, tại vì cái đó là cha mẹ cho mình. Thì ngài A Nan đi trên đường bị người ta hạch hỏi, thì ngài A Nan không biết làm sao phải trả lời, mới đi về thưa với Phật. Và nhân cái sự việc như vậy mà Phật nói kinh này. Và dĩ nhiên trong này, ở ngoài cái chuyện đó ra, Phật còn nói tới những cái phương pháp tu tập. Thì hôm nay mình học đến quyển thứ 2, phẩm thứ 3, nói về có cái tên là đối trị. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mình là một con người, thì chúng ta đều có những cái đam mê của mình. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất mà dục ở trong ta nó có. Chữ dục này không có phải là sắc dục, chữ dục này là những sự ham muốn. Ham ăn cũng là một sự muốn, ham ngủ cũng là cái muốn, ham tiền, ham danh, ham lợi, đủ các thứ ham muốn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập á, là chúng ta muốn tìm một phương pháp để chúng ta đối trị lại với cái dục mà chúng ta đang có. Và tùy mỗi người chúng ta biết chúng ta đang mắc vướng cái gì, thì chúng ta đi tìm đúng cái phương pháp đó để chúng ta chữa nó. Cũng giống như mình nhức đầu thì phải đi tìm thuốc nhức đầu mà uống, chứ không ai mà nhức đầu mà đi tìm thuốc đau bụng. Tại vì mình bệnh gì thì mình phải đi tìm thuốc đó. Vì vậy cho nên tu cũng vậy. Mình tu tức là mình muốn đi tìm những cái phương thuốc để trị liệu cái tâm của chúng ta. Thí dụ như mình hay suy nghĩ lung tung thì mình tập ngồi thiền. Tại vì mình ngồi thiền để cho mình giảm cái sự lo nghĩ đó. Rồi mình tập lại Phật. Để chi? Nhìn cái danh hiệu Phật mình lễ, để mình chú tâm vô đó, mình dứt trừ đi cái sự lo nghĩ lung tung của mình. Cho nên lại Phật đó là một phương pháp rất hay. Vừa thể thao thể dục, vừa có thể giúp mình concentrate, chú tâm vào một cái việc gì đó để chúng ta quên cái đó đi. Cho nên ở trong cái phẩm kinh Phổ Môn á, người nào muốn lìa lòng dục niệm danh hiệu Quan Âm, người nào muốn cầu con trai niệm danh hiệu Quan Âm, muốn cầu con gái niệm danh hiệu Quan Âm. Thì con trai đây là gì? Cầu trí tuệ. Con gái là cầu từ bi. Lấy hai cái hình ảnh đó để nói lên là ai có cái tâm cầu cái gì. Chúng ta có hai thứ dục, một cái gọi là dục hướng thượng, một cái gọi là dục hướng hạ. Dục hướng thượng á, là mình muốn đưa cái ý chí mình lên cái chỗ cao tột. Thí dụ như tu mà không muốn tu thì sao tu được. Đi chùa phải muốn đi chùa mình mới thích đi chứ. Vậy thì có muốn là có ham, là có muốn rồi, có dục rồi. Nhưng mà cái này là dục hướng thượng. Vì dục hướng thượng cho nên quý vị không quản ngại lái xe 4 tiếng tới đây hay là 12 tiếng tới đây, vì có được cái tâm ý muốn cái đó. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 4 cái như ý túc. Trong đó có dục như ý túc. Những cái sự muốn của mình đó, nó đầy đủ. Và cái muốn đó chính là cái muốn tu tập. Cho nên mình đừng có sợ, nói thôi tu mà còn muốn. Tùy theo cái muốn. Và có những cái muốn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình càng ngày càng tốt hơn. Còn có những cái muốn nó sẽ làm cho mình khổ hơn. Vì cho nên đối trị là gì? Đối trị là đi tìm cái gì đó để chúng ta giải quyết cái khổ mà chúng ta đang gặp. Tuần rồi Pháp Hoài có đưa một ví dụ á,
Bây giờ là nhìn nguyên cái khu vực từ ở cái thiền đường cũ lên và tới chánh điện á, là mình xây một dãy này. Và bây giờ mình đi xung quanh là mình thấy chánh điện là coi như là bốn phía là xây bốn cái đường đi, mà cái đường nước thoát nó không đủ. Cho bây giờ là phải đào ở dưới cái đường đi đó, đặt ống để đưa nước khi trời mưa gì nó xuống đó, thì nước nó tụ về đây. Tại vì đất của mình nó không bằng, cho nên nó tụ nước ở đây. Thì bây giờ muốn đưa nó về bên kia bớt thì phải làm cho nó cái ống để nước nó gom về một chỗ nó thoát ra đó. Bây giờ nếu mà thoát ra đó mà nó động lại thì nó thành vũng mà nó sanh mũi. Cho nên mình phải làm sao cho nước nó tuần hoàn. Mà bây giờ nếu làm như vậy mà không sẵn làm cho nó thành một cái cảnh thì nhìn nó như một cái vũng nước kỳ lắm. Cho nên mà khu vực này là ngay khu chánh điện nữa, Quảng Âm Đài nữa, cho mình chịu khó một chút, vừa giải quyết được cái chuyện của mình mà vừa coi như là làm đẹp. Đó là đối trị. Tại vì bây giờ cái việc nó như vậy đó, chúng ta phải có cách nào để chúng ta giải quyết nó. Thí dụ như mình sân hay nổi nóng, phương pháp này phương pháp gì để đối trị cái sân? Nó có những cái suy nghĩ vô thường đó, nóng giận lên đứt mạch máu chết. Rồi đọc tiểu sử các vị kia là toàn là gì đó, an nhiên ra đi, nhẹ nhàng ra đi. Đọc tới tiểu sử mình thầy nó do nóng đứt mạch máu chết. Nghĩ tới cái vô thường, nghĩ tới cái sống nay chết mai mà chúng ta có thể giảm đi cái sân giận ở nơi mình. Thật sự là mỗi người ai cũng có cái khó của mình, và đi tìm cho mình một cách phương pháp nào để đối trị. Người trẻ nó có cái khó của người trẻ, người già nó có cái khó của người già. Trẻ đó thì năng lượng nó nhiều, mặc dù có thể tánh tình phóng khoáng hơn, nhưng mà ngược lại thì cái năng lượng nhiều, cho nên người trẻ phải tu những phương pháp nào đó. Bên cạnh cái chuyện tụng kinh niệm Phật, phải có những cái vận động khác, làm việc khác để nó tiêu hao năng lượng. Người già năng lượng nó hết rồi, nhưng mà bù lại năng lượng vọng tưởng, năng lượng hờn giận nó nhiều lên. Sức thì không còn, mà sức khỏe thì không có, nhưng mà năng lượng giận hờn dư. Cho nên rồi mình phải đi tìm phương pháp nào để nó đối trị lại. Cho nên tự mình phải biết, mỗi người phải biết mình đang gặp cái khó gì, đi tìm cái đối trị. Ví dụ như hồi sáng này mình tụng văn Thủy Sám đó. Rồi chiều nay quý vị tụng văn Thủy Sám Quyển Trung, thì quý vị sẽ thấy rằng trong đó Phật đưa ra rất nhiều những cái phiền não. Hồi sáng này nói phiền não tuy có nhiều, nhưng mà gồm chỉ có ba thứ. Trong đó có phiền não chướng. Vì phiền não cho nên chúng ta mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Đúng không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tức cái cô đó quá đi, thì Pháp Hòa phải nói lên. Mà nói với cái tương tức thì đâu có lời nói dễ thương được. Cái lời nói nghe nó cay cú lắm. Vì phiền não cho nên tạo nghiệp, cho nên cái lời cay cú là tạo nghiệp rồi. Và vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Cho nên đó nhà Phật gọi là ba cái chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng, chư phiền não. Thì tam chướng đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Chữ chướng là gì? Là trở ngại mình. Người mà hay hờn giận là một trở ngại rất lớn cho việc tu tập. Người hay phiền não, hay hờn mát, hay giận hờn, rất phiền não để khi chúng ta phải đối diện tiếp xúc với bao nhiêu người. Làm sao mà người ta sống chung mà người ta không có những cái sự sơ ý, mà cứ hở chút mỗi giận, mở hỏi mỗi chút mỗi giận, thì chính mình đã làm chướng ngại cho mình rồi.
Có nhiều khi ta gặp mình, ta thấy mình hay giận hờn quá, ta nói sao? Thôi thôi, tôi ngán cái anh đó lắm. Người gì mà chấp trước rồi, thôi tôi kính nhi viễn chi, xa tránh đi để khỏi phiền. Thật ra tự mình cũng là một chướng ngại nếu chúng ta thường có những phiền não đó. Rồi nếu như mà vì phiền não cho nên chúng ta không có control, không có tự mình kiểm soát được mình, có thể mình đi tới hành động và lời nói, nó tạo ra cái nghiệp. Mà hãy nghiệp mà có rồi thì chắc chắn quả báo nó có. Mà trong kinh còn nói, người nào mà sắp chết á, mà coi như là quên hết những gì mình làm á, không có lo, nó review lại hết. Lúc chết là nó quay lại hết những cái gì chúng ta sống, chúng ta đã làm. Cho nên chúng ta hãy quay một cuộn phim cho thật đẹp, để cái giờ phút cuối chúng ta có một cuốn phim đẹp chúng ta coi trước khi chúng ta chết. Còn nếu không thì mình sẽ có một cuộn phim coi như là bạo động, phim sợ hãi. Rồi chúng ta sẽ, cho nên có những người mất nhẹ nhàng, cho có những người mất la hét. Tùy theo cái đời sống hàng ngày của chúng ta huân tập cái nghiệp gì. Thì Pháp Hòa giải thích cái chữ đối trị của cái phẩm này, có tên là đối trị. Mình tu là mình không có muốn trừng trị ai, không muốn đối đầu với ai. Nhưng mà cái chúng ta phải đối diện và chúng ta điều trị nó. Chữ trị này là không phải trừng phạt, mà chúng ta trị này là gì? Điều trị. Phải đối mặt và phải điều trị. Ví dụ như mình có một cái tật gì đó, chúng ta phải đối diện, phải chấp nhận để chúng ta điều trị cái đó. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng cũng như vầng mặt trời chiếu sáng, chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất cả các tinh cầu khác, cũng như con đại long uốn khúc quanh liện ở nơi cõi thanh hư, huy hoàng sáng lạng, uy quang chói lọi, sắc tướng khó ví, trong đó thì mắt lòa. Đức bây giờ trong kinh diễn tả là cái sự có mặt của Đức Phật á, nó làm cho cái nơi đó sáng rỡ lên. Cũng giống như là một con rồng mà nó luyện mình ở trên một cái bầu trời, và nó làm cho cái ánh sáng nó rực rỡ lên. Người thấy thì hoa mắt, trong đó thì mắt lóa, nghĩ đó thì ý loạn, nghĩ không nổi, nghĩ không cùng. Và cũng khác nào như lửa đom đóm. Cái ánh sáng của mình so với cái ánh sáng rực của bầu trời không lại gì hết. Ánh sáng của mình so với cái ánh sáng của Đức, cái sự mà sáng lạng của Phật cũng không là gì hết, như một con đom đóm. Khi mặt trời mọc liền ẩn khuất chẳng hiện, mặt trời mặt trăng tuy có trăm nghìn ánh sáng, so với ánh sáng của vua Đế Thích cũng ví như một điểm mực đen đến. Vua Đế Thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Đại Phạm Vương, cũng như sành sỏi sánh với Dạ Quang, Mani, Bảo Châu. Đây là đem ánh sáng người này so với ánh sáng người kia. Thì trong kinh nói là giống như ánh sáng của sỏi mà đem đi so với ánh sáng của Dạ Quang. Ở đây có ai thấy Dạ Quang chưa? Cái hộp Dạ Quang đó là ban ngày nó hút ánh sáng, rồi ban đêm á, chữ dạ là ban đêm, quang là ánh sáng, ban đêm nó mới tỏa sáng. Ban ngày nó hút ánh sáng mình không thấy, tới hồi mình để đâu trên bàn á, mình tắt đèn một cái tự nhiên cái chỗ đó mình thấy nó sáng ra. Mới đầu mình giật mình, nhưng nhớ trực là à, tôi để đó sau chuỗi dạ quang. Hồi Tết vừa rồi chùa có tặng cho, có lì xì mấy sâu chuỗi đó, thì trong đó có những vị được cái chuỗi dạ quang đó. Là mình đeo ban ngày, mình để đâu đó, ánh sáng nó hút vô đó. Chữ dạ là ban đêm, chữ quang là ánh phát sáng. Cái loại đó nó nằm ở ban chỗ tối là nó phát sáng, cho nên gọi là dạ quang. Thì cái ánh, cái sỏi đá sao có ánh sáng? Thì cũng giống như mình vậy thôi. Mình mà đem đi so với ánh sáng của Phật hay là ánh sáng của các
cõi trời thì cũng có các vị, mà đại phạm không có gì hết. Tuy có trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu, sánh với ánh sáng của Như Lai cũng khác nào như một điểm mực đen. Những cái châu bảo đó mà có ánh sáng đi nữa mà đem so với ánh sáng của Phật thì cũng giống như một đốm mực. Vì cớ sao? Vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Đại chúng nhớ là Đức Phật có một ánh sáng gọi là thường quang. Nếu nói cho đủ gọi là thường tịch quang. Đức Phật A Di Đà đó có 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, nhớ không? Vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang. Nhớ không? Tụng Di Đà xong là lễ hoài đó. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô lượng quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nang Tư Quang. Đó là cái chữ là Nang Tư Quang, Vô Đối Quang. Đó là ánh sáng của Đức Phật Di Đà. Và chư Phật đều có một ánh sáng gọi là thường tịch quang. Chữ thường là không dứt, chữ tịch là lặng lẽ, chữ quang là sáng ra. Như vậy thường tịch quang là gì? Lặng lẽ mà vẫn tỏa sáng. Mình có không? Có chứ. Thí dụ mình có tu, mình đâu có cần hô hào, mình đâu có cần phải ăn mặc lè loẹt, nhưng mà ai nhìn mình lúc nào cũng tỏa ra được cái ánh sáng đó. Tại vì người không có giận, không có phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Người nào sống tâm tư hình thức lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái đó gọi là thường tịch quang. Lặng lẽ mà thường sáng. Chứ không phải thí dụ như lúc nào mình cũng trang điểm thì người ta nói trời ơi, thôi lúc nào tôi thấy anh cũng sao, cũng rất là sáng sủa rực rỡ, đó là ăn mặc. Nhưng mà nếu mà tâm tư của chúng ta, cái cách sống của mình không phô trương, không lè loẹt, nhưng mà lúc nào đến với mình vẫn tỏa ra được cái nhẹ nhàng đó. Có những người rất dễ nhẹ nhàng, mình nói chuyện với họ mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cho dù cái chuyện nó cỡ nào đi nữa cũng không có nạt nộ người ta. Có nhiều lúc mình thông cảm, đang bận rộn vậy tự nhiên ai đó tới nói cái gì đó. Nhưng mà với cái người mà chúng ta đang là cái người làm việc cho đại chúng, cái này chúng ta thường dễ bị lắm. Nhất là những khóa tu, chúng ta phải đảm trách nhiều công việc mà người này tới, người kia tới, rồi làm không đúng ý mình, hay là làm trật ý mình, là mình lúc đó mình có thường tịch quang không thì tự mình sẽ biết ha. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cái chỗ đó, lúc nào cũng giữ được ở một cái mức độ bực bội, không vui, nhưng cũng không đến nỗi chúng ta phải tháo quát. Cái đó gọi là vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Tất cả chúng sinh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người gù thì được ngay thẳng, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt. Chuyện nghe lạ không? Trời ơi, gù mà gặp ánh sáng đó lưng thẳng, què quặt mà gặp người đó lại ngay thẳng lại, hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như người ta có một tâm trạng không vui, giống như què quặt, giống như gù ghiếc, giống như mù miết rồi, ta vô ta gặp mình, ta đi tham dự khóa tu, ta vô ta gặp mình, ta ở ngoài kia ta khổ sở, ta mệt mỏi quá rồi, ta chạy vô đây, người ta tham dự khóa tu chưa gì hết bị mình rồi,
Mới vừa vô gặp mình là bắt đầu hồi nãy què con chân, gặp mình sao què hai chân luôn. Hồi nãy ở ngoài đời người ta ủ rũ, ngoài đời người ta khổ quá, ta rũ, người ta gù rồi chứ gì nữa. Ngồi đâu ta rũ đó, ta lên đây ta nhờ, ta hy vọng gặp thầy, gặp bạn rồi ngồi cho nó thẳng thớm lên. Ai ngờ đâu gặp cho mình quạt cái ta chân tay giờ ta rũ rời hết. Hồi nãy ta mới gù thôi, ta gặp mình cái giờ tay chân ta què quạt hết. Cái chỗ đó đó. Ở ngoài đời người ta tối tâm lắm rồi, người ta khổ lắm, người ta hết đường đi rồi. Ta chạy vô chùa, ta mong rằng gặp được ai đó mở cho người ta lên. Tôi người ta mất niềm tin với cuộc sống, mất niềm tin với con người. Người ta hy vọng người ta vô đây, ta tìm được những tình người. Ai ngờ vô đây không gặp tình người. Gặp là tình băng giá. Vì đâu không cho nên rồi tự nhiên họ thất vọng, họ đau khổ hơn. Trừ cái chỗ này là cái đoạn mà muốn nói tới cái sự hành, sự tu tập. Ánh sáng thường quang của Đức Như Lai chiếu soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Tất cả chúng sanh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, tức là người mù được mắt sáng. Người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chánh sáng suốt. Ngoài đường, ngoài đời người ta bế tắc, khổ đau. Cho nên quý vị nhớ là mình đóng một cái vai. Nói cái vai đây không phải là mình biểu diễn, nhưng mà mình phải đang ở trong một cái lãnh, một cái trách nhiệm là làm sao tỏ được cái ánh sáng đó. Mà phải tỏ chứ không nói tôi ráng, tại vì tu là phải làm được cái việc đó. Và nếu như mình là cái người lãnh cái trách nhiệm làm công việc gì đó, mình nhớ là mình rất cần những đồng minh, những người cùng đồng hành với mình. Tóm lại mà nói, mọi sự bất như ý đều được như ý. Nói dài quá không? Nói tóm lại, người nào thấy được ánh sáng này thì mọi sự bất như ý sẽ được như ý. Bây giờ trong hội có 70 vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát chân Phật, nhiễu quanh trăm nghìn vòng, rồi lui về một phía, đồng thanh nói ra trăm nghìn bài kệ tán thán Đức Như Lai. Giờ trong hội này có 70 vị Đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Xưng Bồ Tát, Vô Lượng Âm Bồ Tát, Đại Danh Văn Bồ Tát, Minh Đoạ Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, Độc Du Bộ Bồ Tát, vân vân, list ra mấy chục vị đó. Thì mỗi một vị Bồ Tát trong này á là biểu tượng cho, quý vị nhớ là danh hiệu của Phật, danh hiệu của Bồ Tát đều tượng trưng cho những cái pháp tu. Thí dụ như trong này, vị Bồ Tát đầu tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát. Bất tư là gì? Bất tư nghị là gì? Không thể suy lượng. Chữ tư là suy nghĩ, chữ nghị là luận nghị. Bất tư nghị là không thể suy nghĩ nổi. Vì có những việc làm mà chúng ta không thể nghĩ bàn được, không thể suy nghĩ và luận bàn được. Hay là Ly Cấu Xưng Bồ Tát. Ly là lìa, cấu là bẩn. Vội Bồ Tát này là Bồ Tát thường sống với cái hạnh lìa những cái dơ bẩn. Không phải là dơ bẩn của bụi bặm, mà dơ bẩn của phiền não, của những cái gì ở trong tâm thức mình. Hay là Bồ Tát xả sở niệm Bồ Tát. Xả là buông xả ra. Sở niệm là cái mà chúng ta, cái tư suy nghĩ đó. Ví dụ có những cái chúng ta nghĩ, dù đúng hay sai cũng phải xả. Tại sao? Sai thì thôi thì không nói rồi phải không? Phải xả rồi. Nhưng mà cái đúng đó, cái dù cho dù là chúng ta suy nghĩ đúng đi, thì cái đúng nó có phải là muôn đời không? Hay là chỉ tạm? Cái đúng nó chỉ tạm thôi.
Thành nếu mình biết cái mình nghĩ là cho là đúng, có thể nó chỉ đúng ở một góc độ nào đó, một thời gian nào đó, chứ chưa phải là cái đúng chân lý. Xả luôn. Tức là mình nói xong phải không? Tôi nói vậy đó, nhưng mà lỡ người ta không có nghe cũng xả niệm. Rồi bây giờ người ta có nghe, giờ mà mình nhớ ta có nghe đi nữa, thời gian thôi, mai mốt có thể là nó không còn. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong này đưa ra tổng thể là mấy chục vị như vậy. Mình sẽ lược cái phần này. Rồi bây giờ qua tới trang 81. Lũ chúng con đều ở trước Phật phát thệ nguyện rằng, bây giờ 70 vị Bồ Tát này ở trước Phật phát nguyện. Lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp 10 phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt. Các vị Bồ Tát này thưa với Phật, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tức là sau khi Đức Phật mất đi rồi đó, thì chúng con sẽ hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp 10 phương thế giới, làm cho không bị dứt đoạn. Các vị nhớ là các vị Bồ Tát á, là luôn luôn làm cái công việc hộ trì. Vì vậy mà chúng ta thường gọi các vị hộ trì cho Phật Pháp, cho chùa chiền là Bồ Tát. Cái chỗ cái chữ đó không có gì mà gọi là mình gọi là thánh thần quá người ta hết á. Cái việc làm của người ta mình không thể tưởng tượng được thì gọi là Bồ Tát thôi. Ví dụ như á, có những người, người ta làm ra được những cái việc mà mình nghĩ rằng mình không làm được, nhưng mà ta làm được. Thì các vị ta làm được như vậy, cho nên mình mới gọi là các vị đó là Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát này nói với Đức Phật rằng á, khi Đức Phật có mất đi thì chúng con sẽ hộ trì cho chánh pháp ở khắp 10 phương. Bây giờ thưa đại chúng nha, Đức Phật đã diệt độ cách mình bao lâu rồi? 2500 năm rồi phải không? 2500 mấy năm. Rồi bây giờ ở khắp 10 phương, nơi nào có đạo Phật, nơi nào có chùa chiền, quý vị có thấy Phật tử người ta vẫn hộ trì không? Tích Lan hộ trì theo Tích Lan, Tàu hộ trì theo Tàu, vân vân. Ở bên Tích Lan á, có những ngôi chùa xây trên núi, thì người ta mua cát, mua xi măng, mua gạch về, người ta đổ dưới chân núi một đống. Bây giờ ai đâu mà khiêng lên núi? Thì bây giờ người ta làm một cái cách, người ta để ở chỗ gạch đó một đống bao, chỗ cát một đống bao, chỗ gạch một đống bao. Bất cứ người nào đi lên chùa lễ Phật đều sẽ dừng ở đó, lấy 2 cục gạch, 3 cục gạch, tùy theo cái sức khiêng của mình. Mình xách được 1 ký cát thì mình xúc 1 ký vô đó, hay mình xúc được 3 xẻng, 5 xẻng gì đó. Mà quý vị biết không, một ngày không biết bao nhiêu người lên cái núi đó lễ Phật. Thì cứ ai mà lại đi lên lại Phật thay gì đi tay không á, thì cứ việc giúp cho chùa bằng cách là lấy cái bao, xúc cát, xúc gạch tùy theo khả năng của mình, rồi xách tay đi lên tới trên núi. Cuối cùng cái chùa xây xong. Có phải là hộ trì không? Đó là hộ trì. Đó là hộ trì. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ là mình đang lót gạch đi, đang lát nữa mình có 50 người xuống 50 cục gạch, cái là người 1 cục, cái là nó xong. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Nghĩa là bây giờ trong một khóa tu rất nhiều cái việc mà nếu mà ai không ai giúp hết thì công việc nó không xong. Cho nên sẽ chia ra người rửa chén, người quét nhà, người sắt gọt nấu ăn, người lau bếp, vân vân. Thì chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là tất cả mọi thứ nó đi vào cái ngăn nắp hết. Cho nên nơi nào mà các vị còn tu tập, còn xây dựng Phật Pháp, thì tự nhiên xuất hiện các vị Bồ Tát hộ trì. Mà rõ ràng Pháp Hòa thấy điều đó rất đúng. Vì cớ sao, tại sao phải làm vậy đó? Lũ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Ở trong ánh sáng ấy đều được nghe Phật Pháp, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Đức bây giờ các vị mới bày tỏ cái sự biết ơn của mình.
chúng con ở trong ánh sáng của Phật không thể lấy tâm nghĩ, mà cũng không thể lấy miệng để nói được. Tức là nghĩ thì nghĩ không cùng, mà nói thì nói không hết. Cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, nghe Phật Pháp, rồi sau khi nghe Pháp ấy, rồi vĩnh viễn xa lìa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp, thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Trong cái mùa dịch Covid này, có rất rất nhiều người hồi xưa giờ không biết Phật Pháp là gì hết. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian bị cách ly, bị đóng cửa chỗ làm, rồi phải hạn chế giờ giấc đi làm, nói chung là khoảng thời gian mà các nơi mà coi như đóng cửa tiệm hết, thì phần lớn được ở nhà. Thì bây giờ người ta ở nhà người ta làm gì? Ta buồn chán quá, người ta không có chuyện gì làm, bắt đầu ta lên trên internet, lên YouTube, người ta kiếm gì đó người ta coi. Thì không ngờ trong những lần tìm kiếm những cái tiết mục ca hát, phim ảnh, thì lại click vào những cái clip Phật Pháp người ta nghe. Và Pháp Hòa nói riêng phần Pháp Hòa thôi, ngày nào Pháp Hòa cũng nhận ít nhất là 3 hay 5 cái mail mà bày tỏ là ô, nhờ dịch không có đi làm, cho nên hồi nào giờ con đâu biết gì đâu, không biết Phật Pháp, không biết chùa chiền gì hết, mà đó, mà nhờ cái lần này không được đi làm, ở nhà lướt sóng lướt mạng gì đó. Đó, Pháp Hòa nói một mình Pháp Hòa thôi đó, chứ còn chưa nói là các thầy khác trên thế giới này, rồi các dân tộc người khác, người ta cũng có thể làm điều đó, người ta cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Thì mình mới thấy rằng nhờ như vậy mà nghe được Phật Pháp. Nghe xong rồi thì thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Có nhiều người nói hồi nào giờ sống không có biết nghĩ thương cho người khác, nhờ nghe Phật Pháp cho nên quý thầy hướng dẫn cái cách sống, sống mà biết nhớ nghĩ đến người khác, vân vân. Và tất cả muôn loài cũng nhờ ánh sáng soi chiếu ấy, lũ chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai sinh tưởng như bậc đại sư. Tại vì chúng con nghĩ được suy tư công đức của Phật như vậy, cho nên đối với Đức Như Lai khởi lòng suy nghĩ thầy ngài là bậc đại sư, sinh tưởng như bậc đại từ phụ, ngài là một bậc thầy lớn, như là một bậc cha hiền, cha lành lớn. Thường nhớ nghĩ đến ân đức của Phật, vì cớ sao chúng con được nghe chính pháp, không bao lâu sẽ được thành Phật. Mà nếu mà nghe chánh pháp thì sẽ thành tựu được đời sống của mình. Ngồi nơi đạo tràng vận chuyển bánh xe chính pháp, độ thoát cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho chúng sinh được nghe chính pháp, giải thoát sinh tử, chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thích Ca Như Lai bảo tất cả đại chúng rằng 72 vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy ở đời quá khứ lâu xa, trong vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần A Tăng Kỳ Kiếp, đã từng cúng dường vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần số chư Phật, nhiều như các sông Hằng, như chỗ chư ở chỗ chư Phật, thường tu phạm hạnh cúng dường chư Phật, tâm không biết mỏi mệt, từ tâm tu thân khéo hộ trì Phật Pháp, không bỏ tâm đại bi, thường ở trong mười phương làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bây giờ Phật mới nói với các đại chúng á, các vị đừng có tưởng nha, 72 vị Bồ Tát mà mới phát nguyện này nè, chính những vị này đã từng ở nơi các Đức Phật làm những công việc như vậy đó, cúng dường nghe Pháp tu tập như vậy đó, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên bây giờ ví dụ như tại mình không có thần thông thôi, bây giờ mình bắt chước Phật mình nói cũng được nữa. Cô đừng có tưởng nghe, không phải cô mới bắt đầu đi chùa đời này đâu đó, nhiều đời nhiều kiếp đi chùa rồi đó. Cho nên mà giờ đời này qua ở đây mà có sự sung sướng hạnh phúc vậy mà không có đắm chìm cái đó, mà còn biết quy hướng Phật Pháp, rồi biết tu thiện, biết bố thí, đâu phải là một đời. Nếu có chúng sinh nào tới khi mệnh chung được nghe tên hiệu của một vị Bồ Tát ấy, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn,
cho đến 72 vị xưng danh quy mệnh, người ấy đều khi sau khi mệnh chung sẽ được vãng sanh về cõi nước của Phật. Nếu người nào sắp sửa mất, nghe được một danh hiệu Phật, hai danh hiệu Bồ Tát, cho đến nghe đến nhiều vị Bồ Tát, thì các vị này sẽ được sanh về cõi lành, hóa sinh trong hoa sen, xa lìa dâm dục. Không phải ở trong bào thai, nhơ uế bất tịnh, thân thể của người ấy rất là trong sạch, thơm tho, màu nhiệm. Tại sao trong Phật giáo hay nói cái chỗ gọi là sanh trong hoa sen? Ý nghĩa gì? Tại vì thường thường á, hiện đời chúng ta là sanh từ đâu? Từ bào thai. Mà hãy sanh từ bào thai là có dục nhiễm, còn sanh trong hoa sen là không có dục nhiễm. Như vậy thân thể chúng ta là sanh ở trong dục nhiễm bào thai, nhưng mà cái tâm thức của mình á, nó được sanh ở trong chánh pháp, trong hoa sen. Cho nên khi nói sanh trong hoa đó là ý nói là mình không có bị dục nhiễm. Còn tất cả con người chúng ta sanh này, sanh trong bào thai đều có do dục nhiễm mà có, chứ không phải khi không. Mọi người đều cung kính yêu mến, vì được mọi người cung kính yêu mến mà lòng sinh ra những sự hoan hỷ. Vì hoan hỷ liền hay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, hay đối với tất cả chúng sinh khởi đại bi tâm. Sau khi đã phát tâm từ bi rồi, kế sinh tâm làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Sinh tâm làm lợi ích cho chúng sinh rồi, lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh. Ở đây là Phật nói là tùy mỗi cái mình thăng tiến lên. Thí dụ như là đầu tiên á, mình được người ta yêu mến. Vì người ta yêu mến cho nên mình hoan hỷ, vui vẻ. Vì hoan hỷ như vậy cho nên cái tâm mình nó phát lên. Và vì phát lên cho nên mình khởi tâm từ bi. Vì khởi tâm từ bi cho nên mình mới làm những việc lợi ích. Vì làm những việc lợi ích cho nên mình không có, mình làm lợi ích cho chúng sinh, mà hãy làm lợi ích cho chúng sinh rồi thì không bao giờ rời bỏ chúng sinh. Mà đa phần là mình thấy người ta khổ mình thương, nhưng mà thời gian rồi cái là mình bực do cái gì đó, cho nên cái việc, cái hành động của mình nó khó lâu dài được. Còn các vị ở đây thì cứ như thế mà đi lên. Nhân tâm làm lợi ích cho chúng sinh, tâm lợi ta, tâm tự lợi, lợi tha mà diệt trừ được tâm chướng ngại. Nếu mình làm việc á mà mình khởi những cái tâm mà gọi là bị trở ngại đó, thì mình nhớ là việc làm gì á nó cũng đều có hai mặt, tự lợi và lợi tha. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ mình đem cơm mình cho người ta ăn, nhưng mà rồi mình gặp nhiều trở ngại quá. Nhưng mà trong khi mình đem cơm cho ta ăn á, mình được lợi hai đó. Về mặt lợi tha là mình cho cơm, nhưng mặt tự lợi là gì? Mình xả được cái tâm tham, mình xả được cái tâm bỏn sẻn. Và mình thấy người ta nhận hộp cơm, món ăn đó mà ta vui, mình sanh tâm hoan hỷ. Cho mình làm việc thiện á, mình cũng có thể mình được lợi trong đó chứ không phải không đâu. Mình cho người ta món ăn tại vì người ta thiếu cái thức ăn, nhưng mà bù lại là mình có được cái phước, mình có được sự hoan hỷ. Cho nên một việc làm thiện á, tự lợi, lợi tha đều có đủ. Cũng giống như bây giờ mình quý vị đeo khẩu trang vậy đó. Đeo khẩu trang là có phải tự lợi, lợi tha không? Hình thức vậy đó. Mình không bị lây bệnh, mà mình cũng lỡ mình có bệnh thì mình cũng không lây ai. Mà diệt trừ được tâm chướng ngại, được tâm tịch tỉnh, hay gần gũi thiện hữu, thường sinh tâm cung kính, tâm chuyên ý nghe pháp, nhớ giữ không quên, tâm suy nghĩ nghĩa lý nhiệm màu, tâm nghe ít mà hiểu nhiều, tâm không nguyện nghe nhiều mà không hiểu nghĩa. Kế
Hồi nãy là nói tới những cái tâm mà nó cứ thăng tiến lên như vậy. Rồi bây giờ nói đến kế tinh tự tâm. Kế đến là mình tinh tự tâm mình là chân như thật tướng. Tinh tự tâm mình là như thật tướng nghĩa. Thế nào gọi là tự tâm là chân như thật tướng? Chân như là gì? Là cái tướng chân thật của mọi việc. Cái chân như nó có cái, mỗi cái chân, bất cứ cái gì nó mình mới cảm, cái tâm mình nó cảm nhận được cái chân như đó. Và thấy được cái thật tướng nghĩa của nó là gì? Cái nghĩa này, cái lý do nào nó có cái tên đó và nó có cái duyên sinh của nó. Pháp Hòa ví dụ như hồi trưa này có một vị đem chuối chiên lên để lên bàn. Rồi bây giờ cái người kia ăn vô, trời chuối chiên ngon ha. Cái người kia no rồi, hỏi ngon là sao? Chuối mềm, bột giòn. Ảnh nói thôi nhưng mà cái anh kia có ăn chưa? Thì anh chưa kia ăn thì đâu biết được chân như của chuối chiên. Bây giờ anh này anh chỉ đừng nói gì nữa hết, đừng nghe gì nữa. Anh cầm miếng chuối chiên đó, anh cắn cái miếng chuối chiên anh ăn á. Thì chừng đó anh hiểu được cái chân như của chuối chiên. Nghĩa là cái thật sự, cái ngon của nó. Chứ còn mình nói người nghe chỉ là nghe thôi chứ còn chưa nếm thật cái đó. Hồi nãy Pháp Hòa có sáng chế được món ăn chuối chiên. Chuối chiên chan nước cốt dừa. Rồi bây giờ nói tới thật tướng nghĩa. Bây giờ mình nhìn cái bàn này nè. Mình gọi là cái bàn. Nhưng mà cái người mà người ta hiểu được cái thật tướng của nó đó. Nó đâu có cái bàn gì đâu. Chẳng qua gỗ ráp lại thì tạm là cái bàn, nhưng đừng có dính, đừng có nhướng vô cái nghĩa đó. Cái tướng đó là cái bàn. Lỡ thí dụ mai mốt mình nâng cái này lên hay là đưa cao lên, không còn xài như cái nó là cái bàn nữa. Có thể biến nó thành cái ghế, biến nó thành cái gì đó, cái hộp, cái học gì đó. Thí dụ bây giờ kêu cái bàn nè. Bây giờ nếu mà đóng bốn góc này lại để cửa vô kêu cái tủ. Thành thử ra cái tâm của mình đó, nó có cái khả năng thấy được thật tướng và thấy được thật nghĩa. Tất cả do duyên sinh. Bây giờ duyên nó vầy gọi là cái bàn. Mai mốt đóng cho nó thêm bốn cái tấm vách. Ở chỗ này khoét cái cửa rồi nhà ta kêu cái tủ. Khi đã tự tinh tâm là thật tướng nghĩa rồi, kế sinh tâm như thuyết tu hành. Đó. Hồi nãy mình thấy chân như, mình thấy tướng nghĩa. Bây giờ kế đến phải sinh cái tâm như thuyết tu hành. Như tất cả mọi cái lý thuyết. Chúng ta cứ như thuyết, như lý thuyết đó mà chúng ta tu. Cũng giống như mình nói là tôi lên tôi thuyết trình công thức vậy đó. Cách pha bột sao sao cái mình nói rồi, như công thức đó mà làm. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta hiểu được mọi thứ rồi thì cứ như cái thuyết đó mà chúng ta sống. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuya rồi, Pháp Hòa có giúp cho hai anh chị có người vợ có thai được đâu có một hai tháng, ba tháng gì đó. Thì tự nhiên có một buổi chiều thấy cái thai sao nó không có, người vợ cảm nhận được cái thai sao đứa con nó không có, nó không nhúc nhích nữa. Thì người chồng chở vô bệnh viện thì bác sĩ nói đứa nhỏ tim ngưng đập rồi, nó nhịp tim nó không còn nữa. Thì hai vợ chồng mới liên lạc với Pháp Hòa, rồi Pháp Hòa cũng an ủi. Thì mình mong có đứa con, và trong khi mình có đứa con mình cũng làm mọi cách để làm sao mình dưỡng thai, mình làm hết, nhưng cái duyên nó không đủ. Thì Pháp Hòa có khuyên xong rồi Pháp Hòa cũng chưa yên lòng. Trước khi dứt, sau khi mà ngưng rồi thì Pháp Hòa
gửi một cái câu, một cái lời nhắc nhở nữa để cho anh chị được nhẹ nhàng. Thì Pháp Hòa mới nói là thôi thì mình đã làm hết sức của mình, mình đã cố gắng mình trợ duyên, nhưng mà nếu mà duyên nó không đủ thì bây giờ đây là giờ phút chúng ta phải thuận theo cái duyên đó. Thuận theo cái duyên đó là mình phải cho đứa nhỏ ra, rồi mình có thể mình hỏa táng, hay rồi bây giờ nhỏ quá thì thường thì ở Việt Nam ta kêu bỏ thôi, nhưng mà để an lòng cho cha mẹ, mình tụng kinh cầu nguyện cũng không sao hết. Một cái thời kinh mình tụng như vậy đó, người sống cũng được an. Tại vì sao? Ta cảm nhận là mình có một thời kinh để cầu nguyện cho mình an, và con của mình không giữ được, nó cũng được siêu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta phải như cái đó mà chúng ta sống. Có nhiều khi mình đâu có đổi được hoàn cảnh, nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của mình biết thuận theo cảnh, rồi chúng ta uyển chuyển chúng ta sống. Cũng giống như giờ mình lỡ mình sanh, mình sống ở cái xứ lạnh này đi, mình đâu có đổi được cái thời tiết ở đây. Nhưng mà bây giờ thưa đại chúng, so ra cái thời tiết những năm mùa đông gần đây nè, so với cái mùa đông mà mấy chục năm trước mình ở đây đó, có phải bây giờ đỡ hơn nhiều không? Những cái năm mà 80, 80 mấy dài cho đến 90 mấy, trời ơi những năm đó mùa đông khủng khiếp. Vậy mà sau lúc đó mình không sao hết á. Tại sao? Tại mình trẻ. Bây giờ đến khi thời tiết bây giờ nó ấm hơn ngày xưa rất nhiều mà mình lại chịu không nổi. Là tại sao? Vì cơ thể mình đã già nua rồi. Đó. Cho nên trong kinh nói á, khi đã tự tin tự tâm, khi đã tin được cái tâm mình là thấy được tướng được nghĩa của các pháp, thì cứ như thế mà sống. Cứ theo thuyết thôi, do sinh tâm như thuyết tu hành rồi, kế sinh tâm không thôi chuyển. Đây là những cái quá trình. Nhờ mình có được cái tâm này cho nên được cái tâm này, nhờ có tâm này cho nên được tâm kia. Hồi nãy có hai anh chị trẻ lần đầu tiên tới đây, đi ngang bức tượng Quan Âm, hỏi ủa tại sao mình phải làm bức tượng Quan Âm ba thân vậy thầy? Pháp Hòa nói đây là một sự phối. Thay vì mình làm ba thân đứng rời, mình phối lại, tượng trưng cho bi trí dũng. Mà bi trí dũng chính là ba cái đức tính mà cần có ở nơi mỗi người. Một người làm việc á, chúng ta phải có cái sự dũng cảm, kiên trì. Nói cách khác là dũng mãnh. Nhưng mà trong cái dũng mãnh đó, nó không có thô bạo, mà nó có sự từ bi, có trí tuệ. Quý vị thấy các anh em trong ban công quả là phải nói là có cái sự kiên trì. Sáng thứ bảy là mất tích ở nhà rồi. Sáng nào cứ 8 giờ đứng trong phòng nhìn ra là thấy mấy ảnh có mặt ở bãi đậu xe của chùa rồi. Trong khi đó đi làm suốt 5 ngày, thứ bảy không ngủ cho nó khỏe đi. Vậy mà 8 giờ sáng là đã có mặt. Mà có mặt ở chùa 8 giờ sáng nghĩa là phải thức ở nhà đâu từ hồi 6-7 giờ kìa. Rồi lên đây là làm miệt mài cho đến chiều tối. Sáng ngày mai chủ nhật có mặt tiếp 8 giờ. Lên đây ở cho tới chiều. Có những vị ở Calgary đi làm ra 5 giờ. Lái xe thẳng lên đây 9 giờ tối. Rồi làm cho tới chiều ngày mai lái thẳng về Calgary. Có bữa 10 giờ 11 giờ đêm mới về tới nhà. Sáng mai 5-6 giờ sáng đi làm. Không dũng là gì?
Nhưng mà cái việc làm đó, cái dũng đó nó không hề lãng nhách, không hề vô ích, mà có hiểu biết. Tại sao mình phải làm điều đó? Tại sao mình ý thức được mình làm điều đó? Và nếu điều đó nó không có tình thương làm được, không có tình thương đối với Phật Pháp, không có tình thương đối với người thầy, không làm được. Tại sao mình thức khuya, mình chăm sóc cho con mình nấu ăn cho con mình được? Vì thương. Mà đã thương thì phải hiểu nó thích ăn gì, đúng không? Thương là hiểu nó, cho nên biết con mình thích cái gì, cho nên sẵn sàng dù thức khuya dậy sớm nấu cho con ăn, vẫn làm điều đó. Vậy thì cái bữa cơm mình nấu cho con mình vẫn đủ bi trí dũng. Cho nên cái việc làm của chúng ta, bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Cho nên bi trí dũng cũng là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Mà người nào muốn thành tựu được việc gì trong cuộc sống này, thiếu bi trí dũng không làm được. Trước hết là phải xuất phát từ tình thương. Mà đã thương thì phải hiểu. Và do hiểu do thương cho nên không từ nan dù cực khổ. Và Phố Hoài nhớ cái bài hát đó, dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Cái bài đó là bài gì nhớ không? Ai nhớ bài hát đó không? Bài đó tên là Kính Mến Thầy. Bài hát đó tên là Kính Mến Thầy. Và trong đó có câu đó: dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, Thầy là con thuyền thanh lương đưa đưa chúng con đến bờ thân thương. Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương treo gương tròn sáng soi mười phương. Đó là cái lời của cái bài hát đó. Cho nên khi đã tự tin tâm như thực tướng nghĩa rồi, kế sinh tâm như thuyết tu hành. Do sinh tâm như thuyết tu hành rồi, kế sinh tâm không thôi chuyển. Mình còn thối chuyển là tại vì chúng ta chưa thấy được cái nhân duyên, cái thật nghĩa của các pháp. Do sinh tâm không thối chuyển rồi nên đối với chúng sanh liền sinh được những tâm đối trị. Đấy, bây giờ bắt đầu vô chỗ đối trị nè. Giờ mình sinh tâm không thối chuyển rồi, cho nên đối với chúng sinh sinh tâm không sinh những tâm đối trị. Như tôi không muốn chết, đây là lời các vị Bồ, lời mình suy nghĩ mình tu tập đó. Như tôi không muốn chết, tất cả ba cõi, 25 cõi, loài không hình, loài có hình không hình, loài bốn chân nhiều chân, mãi đến loài nhỏ bé như loài kiến vân vân, phàm loài nào có tính mạng đều không muốn chết như tôi. Đúng không? Đúng không? Loài nào có tính mạng là không muốn chết. Thì các vị Bồ Tát này suy nghĩ như vậy thì phát nguyện như vậy. Cho nên Bồ Tát đến phải tán thân thất mạng, trọn không trợ cướp đoạt thân mạng của kẻ khác. Vậy thì không gì? Nói đơn giản là không gì? Không giết hại, không sát sinh. Pháp Hòa nhớ ở trong cái quyển Giới Đàn Tăng á, cái lời mà khai thị cho các vị thọ năm giới á, trên từ thánh tăng, thánh nhân sư tăng phụ mẫu, các loài bò bay mái cửa, hễ loài nào có mạng sống đều không được giết. Con vật nó cũng ham sống sợ chết, con người cũng ham sống sợ chết. Lẽ nào mình thích sống mà lại đi giết hại người khác? Cho nên người Phật tử không được sát hại chúng sinh. Thì ở đây á, mình sanh cái tâm đối trị. Tôi không muốn chết thì tôi nguyện cũng không giết người, không đoạt mạng sống của người. Nói đơn giản là vậy. Như trong này nói nhiều ra.
Như tôi không muốn chết, tất cả ba cõi, dù là ba cõi hay là 25 cõi, 25 cõi trong kinh thường gọi là nhị thập ngũ hữu. Ví dụ như là tứ châu nè: Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu nè, rồi tứ ác thú nè: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nè, tứ lục dục nè, lục dục thiên nè, tức là cái cõi trời mà gần mình nhất là tứ thiên vương, rồi trời đau lợi, trời giả ma, trời đau xúc đà, trời tha hóa tự tại, trời hóa lạc, sáu cõi trời dục. Mà cái tầng mà gần mình nhất nè, cái cõi trời mà thấp gần cái thế gian mình nhất á, là cõi trời của bốn ông thiên vương mà đứng bốn góc đó. Mấy ông Đông Tây Nam Bắc tứ thiên vương đó, là bốn cái ông đông ở cái cõi trời gần mình nhất, gọi là trời tứ thiên vương. Rồi trên trời tứ thiên vương là trời đau lợi, rồi trời dạ ma, trời đau xúc đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Cái đó gọi là lục dục thiên, sáu cõi trời cõi dục. Rồi tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tới tứ vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cộng chung tất cả các cái hồi nãy Pháp Hòa list đó, cộng lại là 25 cõi. Thì trong kinh nói, dù là ba cõi, là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, hay 25 cõi, loài có hình, loài không hình, loài bốn chân, loài nhiều chân, bốn chân như là bò, heo, hai chân như gà, vịt, nhiều chân như cua, như ngan, con gì nhiều chân nữa ha, rít. Loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, mãi đến loài nhỏ bé như kiến, vân vân. Phàm loài nào có tính mạng đều không muốn chết. Mà thiệt, mình thử mình rượt nó, mình đánh một cái của nó chạy muốn chết luôn, đúng không? Nó cũng sợ đau chứ. Con chó con mèo nó đang chơi, thử mình đánh nó coi, rồi nó gặp mình là nó sợ. Mà thậm chí mình rượt mình đánh nó, mình giết nó, nó vẫn sợ, nó chạy. Như vậy thì trong cái, dù nó không nói ra, con người mình á, ta đánh cái vừa la vừa chạy, ơi cứu tôi, bới người làng xóm ơi cứu tôi, nó đâu có la gì được, nó chỉ biết nghe là đâm đầu nó chạy thôi. Mà nhiều khi con người mình còn khổ, con vật á, nó không có biết nhõng nhẽo, nó không biết làm nằm dạ, nó không có biết làm nư, đánh nó đau nó la, không đánh thôi. Còn mình ta đụng nhẹ cái té cái rầm, nó gãy chân rồi đền. mình còn khôn hơn là mình còn bắt định ăn bảo hiểm nữa. Còn nó không có. Như tôi có tiền của lụa là y phục, chăn đệm, thức ăn, uống, voi ngựa, xe cộ, quốc thành, thê tử, thân thể, tay chân, tôi thường cúng dường ủng hộ, nhưng tôi không muốn người khác xâm chiếm của tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Quý vị nghe chỗ này không? Tôi mà có tiền có của đó nghe, y phục, chăn đệm, thức ăn, thức uống, voi ngựa, xe cộ, quốc thành, thê tử, thân thể, tay chân, tôi có thể ủng hộ, tôi có thể cúng dường, nhưng mà đừng có gì, đừng có ăn cắp của tôi không chịu à. Thà tôi chó muốn là xin, đừng có ăn cắp. Nhưng mà cho nên á, không muốn ai, mình khởi cái tâm là không muốn ai xâm chiếm của tôi. Tất cả chúng sanh cũng lại như thế. Mình nghĩ như vậy phải không? Mọi người đều nghĩ như vậy. Thà túi cho. Có nhiều khi mình mất của xong rồi á, hay là mình phát hiện ai lấy, mình nói thà là muốn, đừng là xin tôi cho, đừng ăn cắp, tôi ghét ăn cắp. Mình nghĩ như vậy rồi, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng đối với y phục của cải, thức ăn, thức uống của chúng sanh, trọn không sinh tâm trộm cắp. Thưa đại chúng, sau này trong cái lễ truyền giới cho các Phật tử, chúng ta đều nói cái điều này. Và cái cách nói của mình nè: ý thức được khổ đau của sự sát hại, con xin học hạnh đại từ, hay là đại bi, hay là con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật.
không tán thành khuyến khích mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng của con hay trong cách sống hàng ngày của con. Như vậy đối với Phật giáo á, những cái điều mà chúng ta thực tập, chúng ta tu á, là tại vì từ cái sự ý thức của mình thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hôm nào á, mà mình đang nhìn ai đó mà người khác tới đấy, trời ơi sao mà anh ngu quá vậy, nó chửi vậy mà anh cũng nín hả? Nói không, tôi ý thức được rằng một câu nhịn chính câu lành. Tôi ý thức được rằng giận quá nói không có hay, cho nên tôi nhịn là vì tôi ý thức sự đổ vỡ. Tôi ý thức được sự nóng nảy nói năng không có chừng mực, chứ tôi không có ngu, tại tôi tu. Nó chửi tôi biết chứ, nó nói móc tôi biết chứ, nhưng mà tôi tu cho nên tôi nhịn, chứ tôi đâu có ngu mà tôi không biết nó nói. Nhưng mà tôi ý thức. Ví dụ như bây giờ giữa đại chúng này, mình vô chùa mình tu nè, lỡ ai trong này hơi cà cà chút vậy ha, mình nhịn. Xong rồi người khác mới nói, ủa tại sao mà mình nhịn vậy? Nó không, mình ý thức, mình đang vô chùa mình tu mà, mình đâu có phải đi vô đây, mình đi vô đây mình kiếm sự an lạc, đâu có vô đây kiếm chuyện. Cho nên tôi ý thức. Cũng giống như mình vô tiệm mà bị người ta ăn hiếp vậy đó, tôi ý thức tất cả mọi người vô đây để kiếm tiền và không ai mang tâm niệm kiếm chuyện. Nhưng mà nhiều khi mất chánh niệm, và vì con người có thể vì tiền của mà sanh tâm như vậy. Cho nên đó, mình thương. Và trong Phật Pháp đó, chúng ta làm cái gì cũng từ cái ý thức đó. Như tôi không muốn người khác dụ dỗ cướp đoạt chị em thê thiếp có nhan sắc của tôi, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát mãi đến phải tán thân mất mạng, quyết không sinh ý nghĩ tà vậy, khởi tâm nhiễm ô đối với sắc đẹp của kẻ khác, phương chi làm cho những sự phạm dâm gian ác. Tôi không muốn ai dòm ngó hay là có ý tà vại với người thân của tôi, thì tôi cũng không làm điều đó đối với người khác. Đó là cái lời nguyện của các vị. Như tôi không đối trước mặt thì khen ngợi, sau lưng thì chê bai, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác khẩu để gia hại tôi, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng, trọn không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, gây sự rối loạn giữa kẻ kia người này. Cái đối trị ở đây là gì? Cái đối trị ở đây là cái điều gì mình không muốn thì mình không làm cho người khác. Hồi xưa như là trong sách có câu gì đó, mình không muốn thì không làm cho người khác. Cho nên ở đây á, mình không muốn ai trước mặt mình thì khen, sau lưng mình thì chê, có khi dựng chuyện, nói lưỡi hai chiều, nói sự chửi mắng để làm hại mình, thì tôi cũng nguyện không làm điều đó. Cho nên ví dụ như ông gì, ông Bát Giới, ông tham nè, ông tham ăn nè, ông tham ngủ nè, ông tham sắc đẹp nè, vì ông tham như vậy đó, cho nên khi ông vô chùa ông tu rồi, giờ muốn trị ông phải sao? Phải cho ông thọ tám giới: không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm son phấn, không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, đờn ca sướng hát, không ăn ngoài giờ quy định. Ông phải thọ tám giới đó để ông tu. Tại vì ông bị cái này, ông bị tham tài, tham sắc, tham danh, đối trị, lấy tám giới để đối trị. Và mỗi tháng chúng ta đi về chùa thọ bát quan trai một lần cũng là một hình thức đối trị. Tại vì mắt mình bị nhiễm, tai mình nhiễm, thấy sắc thì thích, nghe âm thanh, cho nên mình ở chùa cái môi trường nó vẫn tốt hơn. Đó, ví dụ quý vị giờ đây quý vị tu, quý vị ở trong chùa nè, à, quý vị có muốn gì thì cũng cảnh rừng, cảnh Phật thôi, chứ không có gì khác hết á. Giờ mà muốn coi tivi cũng không được nữa, hỏi password
Giờ 100 người, 100 người mà hỏi ai cũng có password hết, tự nhiên nó chậm cái internet lại, cái coi hoài không được cái gì hết, tức quá tắt đi ngủ luôn. Chứ tối cũng muốn lướt Facebook lắm nha. Hồi nãy tôi chụp hình tôi bỏ lên là tối lại có muốn coi có ai comment là thả tim, thả bông, thả hoa gì không. Nhưng bây giờ 100 người đều có password hết thì tự nhiên internet nó phải chậm lại thôi. Nhiều người share cái password thì internet nó chậm, rốt cuộc cũng chẳng xài được cái gì. Thở hỏi chi cho mang tiếng. Cho nên cái password ở trong chùa nè, xin đừng hỏi password. Đối trị là vậy. Thí dụ như trời lạnh thì mình mặc ấm mở sưởi, đó là hình thức đối trị thôi. Thì cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Như tôi không muốn bị roi gậy đánh đập tra khảo, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân bất mạng, trọn không dùng roi gậy đánh đập chúng sanh. Mình không muốn đánh đập, mình không muốn bị ai đánh đập mình thì nguyện cũng không đánh đập người khác. Như tôi không muốn bị những cảnh khổ não gông cùm xiềng xích trói buộc, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân bất mạng, trọn không gông cùm xiềng xích trói buộc chúng sanh. Nuôi chim nuôi cá cũng phải cẩn thận nha. Mình muốn tự do mà cứ bắt chim vô lòng nuôi rồi ngắm nó, rồi kêu nó kêu chích chích cho mình nghe cho khoái tai, rồi mình nuôi cá. Thật ra cái đó không có tội lỗi, nó không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà ở cái mặt công bằng là nó không được. Con chim là nó là thuộc về tự do, mà tại sao mình vì một chút ham vui của mình lại để nó vào lòng? Và nhưng mà ngược lại, nếu mình muốn phóng sinh cũng phải biết nha. Có nhiều người không biết, đi ra mấy cái chỗ mà bán cá kiển á, mua cá kiển đem ra xong. cái này cũng phải phóng sinh mà là gì? Đâu phải đâu, phóng sinh mấy con dưới nước đang có sẵn hết. Nè mấy ơi, mấy du ơi, ăn mấy con này không, tôi nuôi nè. Cá kiển là sao nó ra ngoài sông lớn nó sống nổi. Có nhiều người phát tâm nghe, phóng sinh 3.000 con dế thả vô ruộng. Rồi phải cẩn thận cho đó. Pháp Hòa thưa đại chúng, có một cái phương pháp sát sanh hay nhất mà thiết thực nhất, làm gì biết không? Ăn chay. Mình ăn chay là một hình thức phóng sinh đó, mà thiết thực nhất luôn. Cho nên mình ăn chay nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Dĩ nhiên không phải là ăn chay mới là tu. Tu là quan trọng, là chúng ta diệt được tham sân si. Nhưng mà nếu chúng ta nói về cái sự mà gọi là làm lợi đó, ở phương diện làm lợi, làm hạnh Bồ Tát á, chúng ta nấu cơm cho người nghèo ăn cũng là một hình thức phóng sanh. Đây nè, đó bây giờ Việt Nam đang lũ lụt nè, đó mình đóng góp đi. Mình đóng góp rồi mình gửi về, mình giúp cho người ta có được những cái ngày tháng ấm êm đi. Đó, hồi chiều hồi sáng này Pháp Hòa mới thấy hình ảnh mà nước ngập rồi đó, mới chỉ cho mấy thầy ở chùa coi. À, chỉ con thấy không, tượng Quan Âm đứng cao mà giờ ngập này, nhà cao ngút vậy nè. Cho nên mấy con thấy là mình là có phước lắm đó. Mặc dù mình ở cái xứ lạnh, nhưng mà so ra với cái người mà người ta đang vừa lạnh vừa đói vừa ướt, ta khổ hơn mình dữ lắm. Cho nên mình làm cái việc mình không muốn cái nghèo khổ thì phải tập bố thí mới có cái phước được. Mình không muốn đau khổ thì không có gieo rắc cái khổ đau cho người khác. Thí dụ thôi, mình không muốn người ta chửi, trước hết đừng chửi người ta. Miệng mình thì cứ chửi người ta, mà ai chửi lại mình là mình không chịu, cái đó cũng không đúng. Vì mình chỉ sống có một chiều à, cho nên cái đó chưa phải. Cho nên thỉnh thoảng đó,
Thỉnh thoảng mà có ai mà bụp lại mình á, thì mình phải nhìn lại coi coi hồi nào giờ mình có bụp ai không. Và tự nhiên sao bữa nay anh này anh bụp tôi. Cũng có nhân có quả trong đó đó. Nhiều khi tính ra mình lời á, nhưng mình bụp người ta 10 lần ta chịu hết nổi, ta mới bụp lại con lần. Giống như ông Quan Công ngày xưa vậy đó. Ông đi mà ông đi tìm người khác mà ông chặt cái đầu á, hỏi tại sao ông đi kiếm người ta. Tôi tại nó chặt cái đầu tôi. Thì tổ mới hỏi vậy chứ bình sinh á, ông làm tướng làm quan đó, ông có chặt, ông chặt đầu nhiều người không? Ông nói vô số. Tôi chặt đầu vô số kể. Ông chặt đầu biết bao nhiêu người mà hôm nay ta mới chặt có một cái đầu của ông mà ăn thua gì mà đi kiếm người ta mà trả thù. Cái lời tổ khai thị cho ông, cho cái oan hồn của ông Quan Công. Ông tỉnh mộng. Ông nói mà bây giờ con lang thang con có chỗ. Tổ nói được rồi, ngày mai sáng tôi làm lễ ký tự gửi ông vô chùa. Tổ cho làm cái tượng Quan Công đem vô chùa để đặt cho ông là một trong những vị bảo hộ cho chùa chiền. Và từ đó về sau là các chùa Hoa là chùa nào cũng có tượng Quan Công thờ hết. Cũng giống như ngày xưa mà ông Gia Cát Lượng á, hồi xưa mà cúng tế á, là phải chặt đầu trâu để mà cúng. Thì bây giờ trong cái thời chiến tranh loạn lạc này, trâu ở đâu mà giết kiểu đó. Cho nên ông Gia Cát Lượng mới cho lấy bột á, lấy bột nhồi thành cái hình cái đầu của con trâu để cúng. Và cái bánh không có cái nhân đó, gọi là bánh mạng đầu. Bây giờ mình cũng hay ăn cái bánh đó đó, màn thầu á, bánh bột không á, ăn với vịt Bắc Kinh á. Mình không muốn gông cùm xiềng xích thì không có gông cùm xiềng xích ai hết. Như tôi không muốn người khác dùng cường lực uy thế bức hiếp đè nén, không cho tôi được tự do trình bày sự thanh bạch của tôi, tất cả chúng sanh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát dù phải tán thân thất mạng, trọn không đem những sự phi lý để gia hại chúng sanh. Có nhiều khi mình uy hiếp người ta bằng cường lực uy thế của mình, bức hiếp đè nén, không cho người ta nói cái lời minh bạch, cái lời trình bạch. Có không? Nhiều khi trong xã hội có những nín, không được nói. Ở đây du không được quyền nói. Hồi đó mà nhớ có cái tù cải lương nào đó, hay đi vô cái nói nín không được nói, nghèo không có tiếng nói. Chỉ có giàu mới có tiếng nói. Chờ hồi xưa mà nhiều khi nhiều cái chỗ nào mà không có ấy, mấy cái người mà ta có tiền có của ta vô ta nói gì ai cũng nghe hết trơn á. Cái chuyện đó không được, cái nãy giờ là không được á, vậy mà cái người đó bước vô cái sợ quá được hết trơn. Rồi có những người người ta có cái miệng nhưng mà người ta không có tiếng nói. Ở ngoài đời hay có cái từ là thấp cổ bé miệng, ý nó là mình không có tiếng nói. Thì người khác mình không muốn như vậy, phải không? Thì đừng làm như vậy cho người khác. Đừng có đem cái điều phi lý để gia hại chúng sinh. Phi lý là gì? Không có lý lẽ. Như tôi được người cúng dường, tôn trọng tán thán, khiến cho tôi vui mừng, tôi cũng sẽ thường bố thí chúng sinh y phục, thức ăn uống, đồ nằm, ngồi, thuốc thang và tất cả những thứ làm cho chúng sinh được an vui. Nếu tôi làm đại sự hoặc Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, nếu vì trí lực có hạn không làm thế nào khiến cho thành tựu được, sinh ra lo buồn khổ não. Nếu có người trí thấy tôi như vậy, biết rằng tôi kém phúc đức nên không thể làm khiến cho thành tựu được việc ấy, liền bảo tôi rằng nếu ông cần dùng điều gì, tôi sẽ xin cung cấp, khiến cho ông được vừa lòng để hoàn thành công việc ấy.
Tôi nghe lời nói ấy lòng sinh vui mừng, cho nên tôi cũng sẽ thường khuyến hóa giúp đỡ mọi người làm việc thiện lợi ích chúng sinh. Cái này có nhiều khi á, mình làm Phật sự, Phật sự là danh từ chung, rồi trong đó đó thí dụ như mình in kinh á, mình in kinh á, mình tổ chức những pháp hội đó là pháp sự. Như mình tổ chức khóa tu nè, tổ chức in kinh nè, rồi mình nuôi chư tăng nè, là tăng sự, làm những điều phục ở trong chúng. Nếu mà ai đó thấy mình làm mà làm không nổi, người đó đến nói với mình: tôi thấy anh muốn làm việc đó lắm mà anh làm không nổi, để tôi giúp cho anh. Giờ Pháp Hòa cũng đang mong vậy đó. Có một lần Pháp Hòa nói với mấy thầy á, cái tâm nguyện của Pháp Hòa là muốn tổ chức tu học. Mà mình muốn tổ chức tu học á thì mình phải có cơ sở. Cái căn bản nhất của con người mỗi ngày là chỗ ở, chỗ ăn, chỗ vệ sinh. Đó là điều căn bản của con người. Thưa, sẵn hôm nay Pháp Hòa cũng, tại vì trong kinh nói đoạn này thì Pháp Hòa cũng tâm sự cái tâm của Pháp Hòa. Bây giờ ở Trúc Lâm á, ngày xưa các thầy nhỏ, chú nào cũng nhỏ xíu, ở chung với nhau trong một phòng. Bây giờ quý vị về Trúc Lâm, quý vị thấy các thầy lớn hết rồi, phòng ốc không có chỗ. Bây giờ bốn thầy mà chưa một cái phòng chút nị, học cũng không có cái chỗ ngồi học, áo quần cũng không có cái chỗ để cho nó tươm tất. Mỗi lần đi xuống phòng thấy mà xót xa. Mà cái tâm nguyện của Pháp Hòa muốn làm đó là xây cái nhà phía sau chùa lại, làm một cái chỗ cho các thầy có cái chỗ ở đàng hoàng. Nếu đứng trên cái phương diện gọi là làm việc á, mình muốn người ta làm việc cho mình phải cho người ta có một cái chỗ, nói theo đơn giản là comfortable. Pháp Hòa nhớ hồi xưa Hòa Thượng Hộ Giác á, cái năm đó là năm 99, làm lễ kỷ niệm Trúc Lâm được hình như là 10 năm. Tại vì cái hội của mình là thành lập năm 89, rồi đến năm 99 là đúng 10 năm. Và cái bữa đó là lễ khai Đại Hồng Chung trống Bát Nhã tại Trúc Lâm. Thì Hòa Thượng Hộ Giác ngày về, ngày giữ cái chứng lễ đó, thì cái buổi sáng đó, ngồi ăn sáng đó, Hòa Thượng dạy cho quý thầy ngồi đó. Mà lúc đó mình nhỏ, mình đứng, mình làm thị giả thôi. Mà Pháp Hòa nghe Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói á, mình muốn giữ tăng chúng á, mình phải cho tăng chúng có cái chỗ ở cho đàng hoàng. Người ta làm việc trong chùa, người ta ở mà không có cái chỗ. Thì bây giờ Pháp Hòa nói như vậy, vị nào đã về Trúc Lâm, ở Trúc Lâm rồi là hiểu điều Pháp Hòa nói. Nhiều khi cả ngày mệt mỏi về, phòng cũng không được cái chỗ mà yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Vì cái trai đường nó nằm ngay đó, cái bếp nó nằm ngay đó, rồi phòng ốc mình cũng ở khu vực đó, nó ồn náo suốt, không có cái chỗ nghỉ ngơi. Bản thân mình thì tốt hơn, có gì mình dọt lên lầu rồi. Nhưng mà nghĩ xuống đệ tử mình còn ở cái chỗ chưa có hoàn tất, đó là cái xót xa. Cho nên quý vị hỏi bây giờ trên Tây Thiên này làm gì nữa, Hòa nói không, thật sự Pháp Hòa còn mấy việc trên Tây Thiên, nhưng Pháp Hòa sẽ không làm, tạm thời dừng đó. Mà bây giờ cái mà Pháp Hòa muốn làm chính là cái nhà tăng để cho các thầy có chỗ ở. Pháp Hòa nói là thầy muốn mấy đứa có cái chỗ học bài, làm việc, qua chùa
bên này làm việc có cái chỗ ở, thì bây giờ phía sau chùa Trúc Lâm mình có cái chỗ rồi, mà mình chưa có xây dựng được cái chỗ đó. Cho nên á, tăng sự là ngoài cái việc lo chỗ ở của tăng, còn phải làm sao cho chư tăng sống hòa hợp. Nhiều lúc Pháp Hòa biết các thầy cũng mỏi mệt với Pháp Hòa lắm, là tại vì để chương trình nhiều quá. Những lúc như vậy á, thì Pháp Hòa cũng tâm sự: thầy biết mấy đứa mệt, nhưng mà vì mình đem cái tâm nguyện mình muốn phụng sự chúng sanh, thôi mấy con ráng chút, mà mấy đứa thấy vui không? Ai mà gửi thơ tới cảm ơn những chương trình mà bày tỏ những cái niềm hạnh phúc, Pháp Hòa gửi cho mấy thầy coi. Mới đây Pháp Hòa gửi một cái mà Pháp Hòa thêm một câu nữa: mấy con đọc cái này để thấy được hạnh phúc mà những việc mình đang làm. Hồi sáng có một cô mới viết cho Pháp Hòa cái thơ. Cô nói: trời ơi, con thấy chương trình của thầy từ tháng 10 tới tháng 12 dày đặc. Thầy không có mệt mỏi? Dạ mệt chứ, mỏi chứ. Nhưng mà nghĩ lại, mình sắp chết tới nơi rồi, không làm thì... Nếu mà nói theo đơn giản là trước khi chết muốn làm một việc cuối cùng cho các thầy, đó là Pháp Hòa muốn làm cái nhà phía sau, để rồi mình mới yên tâm được. Vì người sau phải ở lại tiếp nối công việc của mình, mà các vị chưa có một cái nơi. Quý vị vô phòng, quý vị, quý thầy, quý vị, mỗi thầy có một cái giường, giường tầng nữa chứ. Rồi quần áo không có chỗ treo, đầy giấy ở trong đó. Rồi không có chỗ học bài, phòng nó ngột ngạt vì tới 4 người trong một phòng. Cho nên bao nhiêu năm trời mà mình chưa thực hiện được cái đó. Cho nên trên này cũng còn việc phải làm, nhưng Pháp Hòa tạm thời nó để đó đi. Trên này thì cũng tạm ổn rồi, giờ ráng lo cho các thầy có một cái chỗ. Đọc tới đoạn này thì Pháp Hòa nói sao trong này nói đúng cái tâm trạng của mình. Nếu tôi làm đại sự hoặc Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, vì nếu vì trí lực có hạn, đúng là mình trí lực có hạn, không làm thế nào khiến cho thành tựu được, sinh ra lo buồn khổ não. Nếu người có trí thấy tôi như vậy, biết rằng tôi kém phúc đức nên không thể làm khiến cho thành tựu việc ấy được, liền bảo tôi rằng: nếu ông cần dùng điều gì, tôi sẽ xin cung cấp khiến cho ông được vừa lòng để hoàn thành công việc ấy. Hôm trước khi mà tối có qua đọc lại cái đoạn này thì tự nhiên qua nói: trời ơi, ước gì bây giờ ai tới nói: ai ông muốn làm mấy đó, để ông muốn làm điều này để tôi khiến cho ông được vừa lòng. Phật sự mình cũng làm, Pháp sự mình cũng làm, Tăng sự mình cũng làm. Mà mình làm cái đó, quý vị để ý, mình ở trong cái hãng, mình chỗ làm, mình làm việc cũng vậy. Mỗi người ít nhất cũng phải có một cái locker để cất đồ của mình. Rồi mình phải có cái chỗ mình ăn, làm việc thì phải có chỗ ngồi làm việc. Bây giờ thầy, mấy thầy đi học ấy, phải ôm cái tập qua bên thư viện. Mà cái phòng thư viện đó cũng đâu bao giờ ở yên đâu. Hễ có khách một cái dẹp hết, bắt cái bố vô, rồi mấy thầy phải di tản. Có nhiều bữa Pháp Hòa thấy tội nghiệp, học bài đi thi mà không có chỗ nào yên tĩnh để thi hết, để mà học hết. Rồi nó thôi đi lên phòng ở trên. Quý vị nào xuống Trúc Lâm rồi hiểu được cái cảnh Hòa nói. Giờ chen chúc với nhau mà ở, mà bao nhiêu năm trời mình vẫn không làm được cái việc đó. Và chính đó là cái mà Pháp Hòa nặng lòng, chưa thấy rằng mình đã hoàn tất được cái công việc mình muốn. Có nhiều khi cái thân mình nó có mệt, nhưng mà cái tâm mình nó không có mệt đó, thì nó có thể vượt thắng mọi cái mệt nhọc của thân.
từ đó thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng á, sự mệt nhọc của cái thân mình á, nó không bằng sự mệt nhọc của cái tâm. Vì vậy mà chúng ta thường tới lui chùa, hay là chúng ta đi tham dự những khóa tu, hay là hàng ngày chúng ta ở nhà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, cũng không ngoài mục đích làm sao cho tâm mình có an lạc. Tại vì khi tâm mình lạc thì thân mình mới an. Cho nên mình hãy chúc cho nhau là thân an, tâm lạc. Cái thân mà nó an ổn, khỏe là nhờ cái niềm vui của tâm. Mà tâm mà thoải mái, tâm nhẹ nhàng, tâm khinh an. Chữ khinh an là nhẹ nhàng, thì tự nhiên nó làm cho cái thân thể của mình nó cảm giác rằng tốt. Phó là ví dụ, hôm nào trong lòng quý vị vui, có phải là quý vị ăn cơm như thế nào cũng ngon? Dù cơm có dở mình ăn cũng ngon. Nhưng mà nếu hôm nào tâm mình không an, tâm mình không lạc, thì tự nhiên thân mình sao? Nó uể oải và mình không muốn ăn uống gì hết. Và thậm chí có ráng ăn thì cũng ăn rồi thôi, nhưng mà không có cảm giác. Cái đó người ta thường hay gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị mình đang ăn. Có nhiều khi hồi nãy quý vị trong lòng có lạc, cho nên mỗi bước chân của mình thì mình như thế nào? Rất là thoải mái, rất là thảnh thơi, hòa với cái không khí mà nhẹ nhàng, mát mẻ của buổi sáng hôm nay nữa, so với cái nóng bức của trưa hè. Pháp Hòa nhớ cách đây 20 năm, khi Pháp Hòa đi thiền hành ở trên làng Mạo, bên làng Mai ở Pháp. Em một buổi sáng đó, Pháp Hòa đi thiền hành mà trong lòng mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì trên những bước đi, trong những bước đi như vậy, tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nó xuất hiện 4 câu. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay nắng ấm về trên lá, chim gió reo ca rộn núi thề. Tại vì chùa làng Mai ở nơi quý thầy á, Hòa thượng làng Mai đặt là chùa Pháp Vân núi Thệ Nhật. Cho nên mình đang đi thiền hành ở trên núi Thệ Nhật, rồi cái câu cuối là chim gió reo ca rộn núi thề. Và khi Hòa thượng làng Mai biểu các thầy, mỗi thầy phải trình cho Hòa thượng một cái tâm đắc gì của mình đó, thì Pháp Hòa trình cái bài thơ này. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về, bước chân nào mình đi thì bước chân đó mình đang về. Về đâu? Về ngôi nhà thực tại của mình. Cho bây giờ quý vị ở đây, đến đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ xanh cây rồi về, không cần chạy đi đâu nữa hết. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông thả, sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thông dong khi bước, thảnh thơi lúc làm, lòng đã quyết sống không vội vàng. Mình quyết là quyết vậy, nhưng mà khi mình trở về với cuộc sống thực tại thì đôi khi mình phải là sao? Phải vội vàng, có nhiều khi còn lép té nữa. Và chính cái vội vàng đó, cái hấp tấp đó, cho nên nó làm mình hay quên. Nhiều khi đeo mắt kiếm mà chạy đi tìm kiếm, cầm chìa khóa trong tay mà la làng là tôi mất chìa khóa, có không? Nhiều khi bởi cho nên ngày xưa các tổ hay mới nói, các vị thầy hay vỡ đệ tử, ông thiệt là một cái người cởi trâu mà tìm trâu, phải không? Cởi trâu tìm trâu là mình đó, tức là mình đang có cái đó nhưng mà mình không có biết hưởng. Giống như bây giờ nè, mình còn mắt sáng nè, còn tai thính nè, nhưng mình đâu có biết quý, mình đâu có biết trân trọng gì đâu. Đến hôm nào mắt nhậm, tai bắt đầu lù ù, mình mới bắt đầu mình nói sao, trời tôi ước gì tôi nghe rõ một chút là tôi hạnh phúc rồi. Nhưng mà đôi khi lúc mình có nguyên đống mình không biết. Bây giờ lúc nào mà mình
mất hết đóng rồi đó, cho tôi chút tôi cũng mừng. Và tự ra mình là cái người sống hay quên cái hiện tại mà chạy theo cái gì mà nó chưa tới. Một khi nó mất thì chúng ta mới quý. Ngày xưa có một ông già, ông có tiền của giàu nhiều lắm, ông có để trên xe và ông đi khắp nơi, ông tìm một cái người nào mà cho ông được một cái hạnh phúc. Thì có một hôm nọ thì cái chú kia, chú mới nói, ông hỏi ông đi đâu, ông mới nói tôi tiền của thì nhiều lắm nhưng mà tôi không thấy hạnh phúc, bây giờ tôi đang đi kiếm người nào bán hạnh phúc thì tôi mua. Thì cái ông này mới nói vậy thôi bác xuống đây đi, con chỉ cho bác, con có cái chỗ này được lắm. Ông mới vừa bước xuống thôi thì cái chú nhỏ đó leo lên chiếc xe ngựa, đánh con ngựa cái bóp, con ngựa chạy mất tiêu. Cái lúc đó ông nghĩ là ông mất hết cái tiền của rồi, ông ngồi khóc quá chừng luôn. Ông khóc một ngày trời. Ông nói trời ơi, bây giờ của cải gì nó mất hết trơn rồi, ước gì trời đất thổ thần gì khiến cho cái ông trở lại, ông trả tôi nữa, không nữa tôi cũng được nữa. Cái thì chú này đi một ngày quay xe trở lại, ông thấy cái tiền của ông trái chạy tới ôm. Ông nói trời ơi, mừng quá của ông mất. Thì cái người chú nhỏ kia nói bây giờ bác biết thế nào là hạnh phúc chưa? Khi mình mất thì lúc mình có đó, hạnh phúc đó là mình đang có nè, có của mà. Không biết quý đến khi mất cái ước trở về, bây giờ trở về thì hạnh phúc là của đó đó. Khi mất thì mình đến trở về cái mình hạnh phúc, mà lúc nó ở nhà mình không biết. Thì mình cũng như vậy. Cho nên đó, Phật dạy chúng ta đi tham dự khóa tu hàng tháng như là thọ bát quan trai, hay là hàng ngày ở nhà tụng kinh niệm Phật, không ngoài cái mục đích là để nhắc nhở chúng ta sống hoài, sống mãi với cái chánh niệm mà Phật dạy. Nội cái việc ăn thôi. Quý vị thấy là sáng mà chia sẻ khi mà Đức Phật đi khất thực, Phật luôn luôn chỉ cho mình cái cách sống tỉnh giác. Nhà Phật dùng cái từ là không có phóng dật. Chữ phóng dật là gì? Phóng dật có nghĩa tiếng Việt gọi là buông lung, mà buông lung một cách quá đáng, thả lỏng. Ví dụ như có nhiều người, người ta nói người ta sống phải phóng khoáng. Phóng khoáng có nghĩa là bạn bè rủ đâu đi đó, nhưng mà phóng khoáng mà không có biết tu tập thì lâu ngày cứ bắt đầu nó thành gì? Phóng túng. Mới đầu là phóng khoáng, tức là mình thoải mái, không câu nệ hình thức, không chấp trước. Cho nên rồi người ta sao? Người ta phóng khoáng mà không khéo thì thành phóng túng. Giống như quý ngài dạy, nếu chúng ta tự tin là tốt, tự tin mình có khả năng làm, nhưng nếu mình không khéo thì mình sẽ biến cái tự tin thành cái tự tôn, tự cao, tự đại. Cho nên mình trong kinh đó, dạy là mình không phóng túng, tức là mình không có phóng dật. Tức là phóng túng là mình buông lung quá trớn. Vì vậy mà khi đi khất thực, Phật không cho ngó hai bên, chỉ một thẳng một đường mà đi. Tại ngó hai bên là con mắt của mình nó làm sao, nó không có chánh niệm, người khác nhìn vào mình người ta đánh giá. Quý vị để ý, thí dụ như một người nào nói chuyện với mình mà cặp mắt không có lành, nói chuyện với mình mà cặp mắt liếc chỗ này ngó chỗ kia, thì mình sao, trong bụng mình cũng đánh giá cái người này, mình nói người này không lành, mắt này không tốt, đúng không? Rồi có nhiều khi cái người đó chỉ cần cái cách cười của người đó, mình cũng có thể đoán được cái tánh tình của người này. Thậm chí người đó nói chuyện mà mình nói theo bói toán nha, người nào mà nói chuyện mà răng không có hở, người này cũng được. Thí dụ vậy. Hoặc là có nhiều người, người ta đoán là nước da mặt thì xanh, hay là cái lỗ mũi, hay con mắt, vân vân, để người ta đoán biết cái người đó tánh tình như thế nào. Cho nên Phật dạy khi đi khất thực thì các thầy đi thẳng một đường, và tay trái đỡ cái đứt bát, và cái tay phải che cái bát lại. Và khi đi không có liếc ngó hai bên, và không có đi tìm coi địa chỉ, nhớ cái nhà 103 này thường cúng đồ ngon,
Cho nên hôm nay đi thất thực cứ dịp ghé nhà 103 là có đồ ngon ăn. Tại vì trà 103 cũng ngon. Và thức ăn ở nhà 103 chắc cũng ngon. Phật không cho như vậy, mà Phật dạy là phải thứ để thất thực. Mà khi mà người khác, người ta đứng trước mặt mình, người ta cúng, người ta xá, người ta cúng dường, thì mình cũng nhận biết vậy thôi và dở cái nắp bát, đưa cái nắp bát về phía mình, để cái miệng bát thở ra phía trước mặt của người cúng. Và người cúng chỉ cần để thức ăn vào và mình đẩy bát lại, mình cúi đầu và mình đi, chứ mình không có ngó xuống. Mình dở ra mình coi, mình thấy cái bánh giò, cái này mình nhìn thêm cái cô Phật tử nói, cô nói cô làm bánh giò ngon lắm đó. Lần sau mình thăm nữa. Cho nên khi mà mình đi khất thực cũng đi như vậy. Mà ngay khi mình dâng cái bát cơm lên mình cúng quá đường, quý vị nhớ trong chùa truyền thống chùa Bắc Tông là ăn cơm là hay bắn cái ấn lên. Thì khi mình bắt ấn, mình đưa cái bát cơm lên là phải khỏi cái tầm mắt của mình, khỏi tầm miệng, khỏi tầm mắt. Nếu mà nói về ở mực cung kính thì chúng ta gọi là nâng bát tề mi. Tề là bằng với cái chân mày của mình để nói lên sự cung kính. Cũng giống như ngày xưa mà Thúy Kiều mà dâng đàn cho Kim Trọng, hay là Kim Trọng đưa cái đàn cho Thúy Kiều để Thúy Kiều khải đàn, thì để nói lên cái sự trân trọng thì Kim Trọng đưa cái đàn ngang cái tầm mắt của mình để nói lên sự kính trọng. Thì khi mình kính trọng tức là mình đưa cái gì cũng ngang trán. Cho quý vị thấy không, khi mình cái búp sen này, mình chắp tay búp sen mình cúng Phật này, và khi mình trước khi mình cúng lên thì mình đưa búp sen lên ngang mắt của mình, tức là đưa lên cao nhất, và cuối cùng mình dâng cúng bằng cách hạ xuống tề mi. Khi mình đưa bát cơm lên ở ý nghĩa cung kính thì đưa bát cơm lên bằng với cái trán của mình để nói lên sự cung kính. Và là còn có cái ý là khi bát cơm khỏi miệng mình, tức là hơi miệng mình không có vào trong bát cơm, thì bát cơm sẽ đủ tinh khiết hơn để cúng dường cho Phật. Và khi con mắt của mình không nhìn chén cơm thì mình không khởi tâm. Thí dụ như bây giờ hôm nay mình ăn cơm ở Mây Từ, làm sẵn mỗi người một hộp, là mình dâng lên mình cúng mà mình ngó vô, cái mình ngó qua, sao cái chị này chỉ có hai miếng đậu hũ, tôi không muốn, thấy không? Cho nên khi mình nhìn đó, thường thường á, cái tập, cái thói quen của mình đó, nhìn là phải nói, nghe là nói, ngửi là nói, nếm là nói, quý vị để ý cả ngày. Mình thấy người ta lái xe đi ngang, ê con phải nhỏ mình quen không vậy? Đấy không? Để ý vậy đó. Rồi bước vô nhà ai cái sao nhà này hôi quá. Tức là mình lúc nào mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình mà năm cái căn này mà nó tiếp xúc gì cái là cái miệng nó phải nói. Bây giờ quý vị để ý thử. Cho nên mình tu là tức là mình có cái cơ hội mình quay trở về để mình kiểm soát từng cái hành vi cử chỉ của mắt tai mũi. Cho nên ở trên bàn thờ Phật đại chúng thấy nè, chúng ta cúng Phật, cúng hoa, cúng quả, cúng đèn, cúng nhang, cúng nước, phải không? Cúng Phật là một, chúng ta có thể cúng đủ năm thứ hoặc là cúng thiếu hơn cũng sao, nhưng mà ý nói năm cái món đó để trên bàn thờ mỗi ngày chúng ta cúng. Trên bàn thờ mà đầy đủ là có những món đó đó: đèn, nhang, nước, hoa, trái cây, năm món. Và năm món đó là tượng trưng cho gì? Mỗi ngày chúng ta phải cúng cho Phật mắt, tai, mũi, miệng, thân. Tại vì mình thường ngày á, mình dùng năm cái này để mình tạo nghiệp, không mắc mới gì mình mà thấy cũng phải nói. Hồi nãy chị nghe bà nó tụng kinh, tụng dở muốn chết mà tụng lớn, nghe là phải nói. Chị thấy cái bà đó đi chùa có mặt không? Mặt vậy mà có được á. Cái bà kia bảo nói, tôi có thấy, để lát tôi chỉ cho. Rồi quý vị thấy là hàng ngày là mắt tai mũi miệng của mình là cứ tạo như vậy. Cho nên năm món cúng Phật đó là gì? Chúng ta hãy cúng năm cái căn này
lên cho tam bảo. Ý cúng là gì? Tức là chúng ta hãy làm cho nó thanh tịnh thôi. Cho nên mình mới tụng kinh đó. Mình tụng kinh mình ngồi thẳng là thân thanh tịnh. Mắt mình nhìn kinh là mắt thanh tịnh. Đọc lời kinh là miệng thanh tịnh. Ý mình duyên theo lời kinh, dù mình không hiểu nghĩa nhưng mình hiểu cái sự. Hồi nãy mình tụng Pháp Hoa vậy đó. Có một hôm nay Đức Như Lai hiện thần biến tướng, lấy cái ánh lông trắng giữa chặn mài, phóng một cái lên tới trời hữu đánh, dưới xuống địa ngục A Tỳ, đại chúng ngơ ngác không biết what's happening. Duy có ngài Văn Thù Sư Lợi quán thấy đại chúng biết. Thì mình không hiểu cái ý sâu, nhưng mà mình đọc mấy chỗ đó mình hiểu. Còn cái chuyện ý sâu từ từ mình tin, nhưng mà cái căn bản nghĩa là mình hiểu vậy đó. Thì khi mình tụng một thời kinh là thiền. Nhưng mà thiền bằng cách nào? Bởi vì mình chưa biết ngồi hít vô thở ra. Bây giờ mình thiền bằng cách là lấy mắt tụng kinh, lấy miệng đọc kinh, lấy tai. Cho nên tụng kinh ta có cái mỏ, lấy một cái mỏ để thắng nhiều cái mỏ. lấy một mà trội nhiều đó. Tiếng mỏ đó để giữ nhịp nhàng cho đại chúng. Cho nên tụng kinh đó, tai phải nghe tiếng tụng và tiếng mỏ. Người thỉnh mỏ phải nghe đại chúng tụng. Nếu đại chúng mà tụng ở dưới mà hơi bắt đầu rớt nhịp thì tiếng mỏ phải cao lớn một chút để make sure là đại chúng ở dưới người ta nghe tiếng mỏ mà ta tụng thêm. Ông chủ lễ không phải được làm chủ lễ là nhắm mắt làm chủ lễ, mà quên rằng khách của mình ở dưới này không biết mình đang làm chủ gì. Nhiều khi mình xỉn xỉn mình làm chủ sĩ. Cho nên làm chủ lễ là phải cầm máy mà phải biết cái cách, cái nghệ thuật làm sao lèo lái đại chúng tụng mà không có rất nhiều. Phải là ví dụ như tụng đi chùa mình tụng nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật là trong đầu mình biết cái này niệm nhiều. Mà hãy mình biết là niệm nhiều bắt đầu mình ngó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, chùa mới thay đèn nha. Thì mà để ý hãy cái gì mình thuộc là bắt đầu mình phóng. Cái gì mình không thuộc sợ chật cho nên phải nhìn. Và cái gì thuộc là bắt đầu ngồi ngó. Quý vị để ý thử nha. Khi mà mình tụng mà chú giảng sanh mình không thuộc là mình dò dữ lắm. A Di Đà Đô Bà Tì, A Di Đà Đô. Tới hồi mình thuộc A Di Đà Đô Bà Tì, A Di Đà Đô Đất Tâm Bà Tì. Cái đó không có sai, không có tội. Nhưng mà tu á có nghĩa là mình thấy được những cái tập khí của mình. Cho nên tại sao buổi sáng tụng Lăng Nghiêm? Tại vì nó khó tụng lắm. Và chính khó tụng cho nên mình phải để tâm vô tụng. Tụng không cần, tức là mình định. Ta tụng Nam Mô Tát Tát Tha Tô Và Đa Gia. Mà mình đây dò thầy tới án A Na Lệ rồi mình còn Tỳ Đà Giả Xà Sinh Đà Giả Di. Đó là mình chưa thuộc á, là bắt đầu mình dò. Và chính cái khi mình dò, mình chú tâm vô vậy, cái mình không có lo chuyện cả. Mà hãy mà mình thuộc cái gì rồi là bắt đầu mình lo ra. Bát Nhã Tâm Kinh có hai câu: cố tâm vô quán ngại, vô quán ngại mà cố tri bát nhã mà lo ra cái là mình không biết mình cố cái gì, không biết cái nào cố trước. Tụng chú Đại Bi mà tới chỗ Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha mà mình không để tâm là mình không biết mấy cái ha rồi mà mình chưa có ra được cái ha nào. Biết sao á? Cái đoạn cuối Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha, Tất Ra Tăng Ha, Mục Khê Vợ Ta Bà Ha, mà không để tâm là mình không biết nãy giờ mình mấy Ta Bà Ha. Mà nhà Phật quý thầy hay chọc có thể mà cái tâm, cái con người mà lo đi chỗ này chỗ kia nó đi Ta Bà Ha mới về đó. Chú nào mà lo đi mà không có biết đường về chùa nó đi Ta Bà Ha mới về. Thì thưa đại chúng là không buông lung, nghĩa là mình trở về. Tụng kinh cũng là một hình thức trở về thiền định. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết ngồi thở vô thở ra sao thì chư tổ bày ra cái cách tụng. Cho nên tiếng chuông tiếng mõ đó
cái tiếng chuông tiếng mõ đó, nó là một cái phương tiện để giữ nhịp đại chúng là một việc rồi, và đồng thời âm thanh làm cho mình tỉnh. Cho nên tiếng chuông tiếng mõ, phải không? Và sau này ta còn nói chuông chuông nghĩa là buông buông, mõ mõ nghĩa là bỏ bỏ. Đi chùa chỉ có buông với bỏ, mà mình hình như là mình sắp với giác nhiều hơn, không buông luôn. Là trong khi mình tụng kinh cũng là tụng, ăn cơm bưng cái chén cơm lên để mắt mình không nhìn, mà chính không nhìn thì không còn phân biệt. Có nhiều khi mình để ngang mũi mình ngửi chứ, chà gạo nàng hương nha, gạo này ba con tôm nha, gạo này gạo con gà nha. Tại vì mình hễ người nào thường quen ngửi mùi gì, Pháp Hòa đã thương với đại chúng nãy, cái tật của chúng sanh mình là hễ ngửi cái gì là nói cái nấy, nghe cái gì là nói cái nấy, mà thấy cái gì là nói cái nấy. Cho nên cả mình cứ lăng xăng mắt tai mũi miệng thân ấy. Cho nên cuối cùng á, chúng ta phải tạo ra một Đức Phật Di Lặc. Tại Phật Di Lặc là tu cái hạnh gì? Hạnh hoan hỷ. Rồi năm cái đứa nhỏ đó ta nó bu đó, đứa thì móc mắt, đứa móc tai, đứa móc miệng, đứa chọt lát vậy. Năm cái đứa đó là tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình đó. Nó luôn luôn nó quấy rầy một Đức Phật, mà chúng ta phải hoan hỷ với nó, biết không buông. Trong kinh Pháp Cú có một câu: kẻ trí diệt buông luân, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, bậc thánh không âu lo, nhìn quần sanh sợ hãi, chẳng khác leo núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Cho nên mỗi lần mình ăn cơm đó, có cái nghi thức để chi? Để cho mình nhiếp tâm trở lại. Ba cái ngón tay mình co lên nè, ngón giữa ngón áp út co lại. Cái ấn này người ta gọi là ấn Tam Sơn, ấn ba ngọn núi. Ba ngọn núi này là tượng trưng cho niệm định tuệ. Rồi mình mới để cái bát cơm mình lên trên cái ấn này, và bên này mình bắt một cái ấn thứ hai gọi là ấn cúng dường. Tức là mình muốn cúng Phật bằng thức ăn thanh tịnh thì chúng ta phải cúng bằng niệm định tuệ, chánh niệm, an định và trí tuệ. Cho nên khi mà mình dâng lên cúng xong rồi, để bát cơm xuống, và trước khi ăn thầy chủ lễ còn sướng một câu để nhắc nhở mình: Phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm, đừng để tâm ý lo nghĩ chuyện vẩn vơ. Nếu ai tán tâm nói nhảm, tức là nói chuyện trong lúc ăn mà chuyện không cần thiết á, thì của tính thí khó tiêu. Của người ta cúng dường cho mình hôm nay ăn khó tiêu lắm. Đại chúng nghe tiếng chuông hay là tiếng khánh, xin nhất tâm quán niệm. Cái lời đó như một lời nhắc nhở, trong nhà Phật gọi là sướng tăng bạc. Sướng tăng bạc là một cái lời khởi xướng để nhắc nhở mọi người đừng có buông lung. Trong khi ăn đừng để tâm ý thả ở nơi nào khác, tại nó có cái tích đó. Là ngày xưa có người hạ độc trong thức ăn, Phật biết được, cho nên Phật mới xướng cái lời đó lên: các thầy ăn cơm phải chú tâm. Và cái thưa đại chúng, cái sự hạ độc đó nghĩa là gì? Nếu chúng ta ăn cơm mà chúng ta không có chánh niệm thì những thức ăn mình ăn đó, nó có thể thành ra những cái chất mà nó không làm tiêu hóa tốt. Tại vì ăn mà trong lo nghĩ, ăn trong buồn rầu. Và đại chúng để ý, hễ khi nào tâm tư mình lo rầu sầu khổ là bao tử mình bắt đầu nó quặn, nó đau. Vì vậy cho nên á, khi mình đau, khi mình lo là cái chất axit nó tiết ra và nó làm cho mình đau bao tử. Khi mình ăn cơm mới lo lắng thì cơm ăn khó tiêu hóa, cho nên cái đường ruột của mình nó không tiêu hóa.
Vì vậy mà trong khi mà mình ăn cơm thì có một cái lời sướng đó để nhắc nhở. Và trước khi mình ăn cơm đó, là mình lấy cái muỗng mình múc 3 miếng cơm lạc. Cái đó gọi là tam đề. Tam đề tức là 3 cái đề mục mà chúng ta khi ăn cơm chúng ta phải thực tập. Mình múc miếng cơm thứ nhất ít ít thôi nha, chút chút vậy đó, để vào miệng mình thầm đọc nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Cái đó gọi là tam đề. Không làm ác, làm lành, độ chúng sanh. Sau khi mà mình ăn 3 miếng cơm lạc rồi thì mình bắt đầu quán 5 điều. Thứ nhất là chúng ta phải quán rằng thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Đó là một cái câu diễn dịch tiếng Việt. Nguyên gốc tiếng Hán là nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Cái câu này được dịch là điều thứ nhất, gọi là điều một đó, nhất kế công. Kế công tức là hãy kiểm coi cái công mà người ta mang tới đây cho mình đó. Nhất kế công đa thiểu, nhiều hay là ít, do cái người mang tới cúng cho mình. Hãy nên kiểm lại coi cái công sức mà người mang đến cúng cho mình đây được bữa ăn này nhiều hay là ít. Thật sự nếu mình ngồi mình quán là mình thấy nhiều lắm. Nói cái chuyện mà người ta đi chợ nè, người ta về người ta sắt gọt nè, người ta chiên xào kho nấu nè, rồi người ta phải cẩn thận hơn là người ta phải làm sao cho thức ăn nó đừng có bị hư nè, mà nêm nếm cho vừa ăn nè, rồi để thuận tiện cho mình người ta còn phải vào hộp nè, người ta đưa tới cho mình. Như vậy thì ngồi kiểm lại thì mình thấy cái công mà hôm nay chúng ta có được một hộp cơm này mình ăn nhiều hay ít. Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Cái điểm kiểm coi nhiều ít của cái người mang tới. Và bây giờ mình dịch ra tiếng Việt rõ ràng cho mình dễ và mình thấm nhập. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Điều thứ hai, nhị thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cung. Thứ điều thứ hai là hãy kiểm soát lại mình coi cái đức của mình nó thiếu hay đủ mà mình nhận cái của này. Toàn hay khuyết, thổn kỹ đức hạnh. Mình hãy suy nghĩ lại cái đức hạnh của mình thiếu hay là đủ mà mình nhận cái của này. Thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cung. Thì cái câu thứ hai dịch là vừa dịch mà vừa ứng dụng cho mình thực tập. Khi ăn, xin ăn cơm với lòng biết ơn, với sự chánh niệm, tu tập tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Và thường thường á, ăn là một trong những cái tham. Nhà Phật chúng ta gọi là năm cái điều ham muốn đó. Trong đó có cái điều ham muốn ăn. Ngoài ham tiền, ham đẹp, ham danh, ham ngủ, mình còn cái gọi là gì? Ham ăn. Cho nên khi mình ăn là phải quán và để ý cái tham đó. Cho nên câu thứ ba chư tổ dạy: tam phòng tâm ly hóa, tham đẳng vi tâm. Phải phòng ngừa cái tâm tội lỗi mà tham là cái gốc. Tham đẳng vi tâm, tham là cái cội gốc. Và cái câu thứ ba dịch là xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham lam và tật ăn uống không có chừng mực. Cái tật của mình là tật sao? Không có chừng mực. Ăn cũng không chừng mực, mà vui cũng không chừng mực. Đi tới chỗ nào vui cái sao?
quên hết đường về. Nhiều khi hẹn 3 giờ về vui quá nán chút nữa, ngủ cũng nán nữa, để đồng hồ reo xong cúp cái thôi để nướng một chút, mà thường thường nướng thêm là hay bị khét. Nướng một chút nó lút một ngày. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng ly tâm, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham lam và tật ăn uống không chừng mực. Điều thứ tư, tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khôn. Hãy nên nhìn thức ăn này, nó là món thuốc hay để trị bệnh khô gan. Chánh sự lương dược là thuốc lành, thuốc tốt để trị liệu hình khô, để mà nó trị liệu cái thân thể, cái hình hài khô đét này. Ăn là để đừng có bị, để cho thân thể mình không bị khô gầy bệnh tật. Thấy vậy để chi? Để mình đừng có đắm đuối. Ăn vừa đủ là tốt. Bữa nào ngon cái ăn quá no, mà quá no cái lát cái phát mệt, có nhiều khi phát ách nữa. Ăn vừa là tốt. Cho nên điều thứ tư dịch, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Cho nên quý vị đi tham dự khóa tu ở các chùa đó, cái giờ cơm chiều đó, người ta không có để là cơm chiều nếu người ta không dịch ra tiếng Việt, mà người ta để nguyên tiếng Hán là người ta để sao? Dược thực. Dược thực tức là giờ buổi chiều đó là ăn để mà như món thuốc, ăn thuốc. Cho nên khi mình ăn á, đừng có nghĩ ngon dở gì nữa, mà cứ nghĩ là đây là thuốc để trị bệnh khô này. Thì từ đó cái mình bắt đầu giảm đi được cái sự khen chê. Có nhiều khi mình ăn xong, chị ăn chị thấy sao? Ngon không? Tôi mà làm này còn ngon nữa. Hay má tôi làm ngon lắm, chị tôi làm ngon lắm, là pháp hòa đã đó rồi. Cái tật của mình là thấy nghe ngửi nếm gì cũng nói, rồi chẳng những người ta làm cho ăn free không cần trả tiền gì cũng nói cái này ăn nóng ngon nha, vân vân. Cho nên á, mình Đức Phật á không có muốn mình để những cái tâm tư mình nó phóng dật như vậy, tức là nó buông lung như vậy. Cho nên Phật dạy mình rất là chánh niệm, mà Phật là người kinh nghiệm. Cái ăn là cái dễ cho mình bàn thảo nhất đó. Tại vì đại chúng để ý, mỗi bữa ăn của mình ít nhất cũng phải ba món. Đó là Pháp Hòa nói ít đó, là món mặn, món xào, món kho. Mà hễ mà xào mà rau mà hơi mềm, xào dày sao ăn, kho mặn chát dày sao ăn. Hay là lỡ ta kho lạc cái món này mà đồ kho mà lạc nhách dày sao ăn. Cho nên ăn là dễ nói nhất. Rồi trong khi ngồi ăn là bắt đầu sao thẩm thơi đảnh rỗi, bắt đầu có chuyện để nói. Bắt đầu từ mâm cơm nó đi ra, mới đầu là nói chuyện mấy món ăn trước nha. Cho nên hồi xưa không, mà nhớ có một học giả Việt Nam mà ở quên tên phụ rồi không á, mình ăn phải tập ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Mình gấp cái miếng rau mình để miệng á, chẳng hạn như mình ăn gỏi thì mình cắn miếng ra rau cái mình nói chua chua ngọt ngọt, là biết cái vị ngọt vị chua rồi phải không? Vị giòn. Ăn trúng miếng đậu phộng thơm thơm, tức là mình ăn một món, một cái dĩa đó thôi mà tai mình ăn, tại vì cái độ giòn của nó mình nghe được. Ta nói miệng nhai tai nghe đó, lưỡi mình nếm được vị ngọt vị chua. Rồi người ta trộn gỏi, người ta thêm rau răm, người ta thêm dầu phi vô, cái ăn nó thơm thơm. Ăn toàn diện là mũi, ngửi, tai nghe, miệng nếm, mắt nhìn. Cho nên một cái dĩa gỏi phải trưng bày cho đẹp. Gỏi thì phải có cà rốt, tại vì nó có cái màu đỏ đỏ cho nó đẹp. Rồi gỏi sen thì màu trắng rồi, thì bây giờ phải thêm chút gì đó xanh xanh cho nó đẹp. Tức là luôn luôn mình nấu cái gì á, ngoài cái vị ăn ngon, nó còn phải gì nữa? Phải đẹp nữa. Quý vị có thấy mình đi ăn một cái bữa tiệc mà ta nấu canh
Duyên gian không? Có ăn canh duyên gian chưa? Rau spinach, rau bó xôi, xay xay với trong máy sinh tố, rồi nấu làm sao không biết, mà khi thịt đổ vô trong cái, trong một cái hố canh đó là hai màu liền, bên trắng bên xanh, ăn rất thơm và rất đẹp. Rồi bây giờ người Việt mình nấu canh đó là mình để miếng tiêu, gọi là bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, là mình trình bày biết rằng là cái quan trọng là ngon, nhưng mà người ta nhìn hấp dẫn cũng là một cái yếu tố quan trọng. Cho nên ăn như vậy gọi là ăn toàn diện. Đó là nói theo thế gian, những người nghệ thuật ăn uống. Còn nếu nói theo Phật là chúng ta ăn chánh niệm. Ai mà biết mình đang ăn? Cho nên Pháp Hòa ăn, Pháp Hòa thấy ăn gì cũng ngon. Tại sao Pháp Hòa thấy ăn gì cũng ngon? Tại hồi nhỏ mình sống có nhiều ngày cực khổ trong chùa, mình nghèo. Bây giờ mình ăn, mình có ăn là mình thấy gì? Hồi nhỏ buổi chiều á, là phải đi ra chợ, người ta bán củ gì, trái gì dư hư thối, ta dục vô giỏ mình, mình đem về mình mới cắt gọt lại mình ăn đó. Không, đâu có đậu hũ đâu ăn. Một tháng được miếng đậu hũ chừng hai ngón tay là ăn ngon lành. Cho nên bây giờ mình có ăn thấy ngon thấy quý. Mình đã từng ăn cơm mà lựa bông cỏ chưa? Có ai ở đây mà bị lựa bông cỏ lúc mà nấu cơm không? Phải có một chén nước, phải có một cây chim ngang, ngồi cứ thấm bông cỏ. Nhiều khi làm xong một cái đó là mình cũng đói bụng rồi đó. Còn không là lấy cái bao bố chà chà lên để cho cái bông cỏ nó dính ở trên cái bao cát đó mình đem ra. Cho nên cái điều thứ tư là mình phải thấy khi mình ăn. Người nào mà có cái tật ăn mà hay khen chê đó, thì bây giờ mình quán lại là thôi, ăn như là món thuốc, không ăn là nó bệnh. Cho nên là phải ăn. Nhưng mà nếu mình tham đắm cái ăn thì mình bị nó lôi kéo, nó lôi cuốn. Điều thứ năm là ăn để làm gì? Vi thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực. Vì thành tựu đạo nghiệp mà chúng ta ăn cơm, để có sức khỏe để tu. Ngày hôm qua có một cô, không biết cô buồn gì, cô lại nói thầy ơi, nếu mình chán ngắt cái cõi đời này mình làm sao cho mình mau đi. Cái Pháp Hòa nói đùa, và nói vậy cô phải kiếm người nào thích đi, em còn thích ở. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa mới kể cho cô nghe một câu chuyện. Pháp Hòa nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói ví như ở lòng biển cả có một con rùa mù, 100 năm nó mới trồi lên mặt nước một lần. Và khi nó trồi lên mặt nước á, thì nó rất là may mắn là ngay lúc đó nó lại chụp được một cái bọng cây mục. Quý vị thấy hy hữu hiếm có. Con rùa mù 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần, mà khi trồi lên mặt nước lại được cái bọng cây. Phật nói thân người cũng như thế. Cái thân người muốn được một thân người mà tốt quý như mình đang có đó, nó còn khó hơn con rùa mù 100 năm mà trồi lên mặt nước mà được cái bọng cây nữa. Thì chúng ta phải quý nó. Chữ quý đây là gì? Có nghĩa là chúng ta phải biết giữ gìn để chúng ta làm việc lợi tốt khác. Có một anh thanh niên, từ nhỏ cho đến khi anh 40 mấy tuổi, chưa một ngày nào mà anh sống mà không quậy người này khổ, không làm người kia buồn. Nghe là bức ảnh kể là trên thế gian này bao nhiêu món gọi là ăn chơi là anh có đủ hết. Nhưng mà một ngày nọ bắt đầu tỉnh giác. Thì bắt đầu khi mà tỉnh giác thì thấy mình sống mấy chục năm nay, mình sống mình làm hại nhiều người, mình làm khổ ba mẹ mình, người thân mình. Thôi bây giờ tốt nhất là mình chết. Tại vì bây giờ nếu mà mình quỳ trước Phật, mình cũng ốt dột, mình bắt cỡ, mình hổ thẹn lắm. Mình thấy mình không đủ cái trong sạch để mình quỳ trước Phật, vân vân. Thì khi anh kể xong thì Pháp Hòa mới nói, cái đó là anh nghĩ là nghĩ theo cái thường tình.
Nhưng mà nhà Phật thì không chỉ mình như vậy. Đức Phật có cái hay là thấy cái gì tiêu cực thì phải chuyển hướng nó thành tích cực. Ngày xưa mình đã dùng cái thân này để mình làm hại đời, hại người, thì một khi tỉnh giác thì hãy dùng cái thân này để mà làm lợi đời, lợi người. Thí dụ như ngày xưa cũng bàn tay này, mà hãy nói tới là chỉ chỏ vào cung, thì bây giờ cũng bàn tay này, chỉ hai tay chấp lại xá thôi. Cũng nó thôi. Mà ngày xưa nó cung mà bây giờ nó vậy. Thấy không? Ngày xưa nó ngước lên mà giờ nó đi đâu nó cũng cúi xuống. Cũng nó thôi. Cho nên tu là gì? Tu là mình biết chuyển cái nghiệp. Quý vị có nhớ cái chữ tung hoành không? Cái người đó là tung hoành, tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt là ngang dọc. Có những cái mình đi hàng dọc vậy nè, nhưng mà có phải có những cái mình phải đi. Thí dụ Phật dạy mình á, do vô minh mà mình khổ. Thì bây giờ mình tỉnh giác rồi thì mình phải minh. Ngày xưa mình vô minh thì không thể nói trời ơi vô minh, rồi cái vô minh vậy thôi sao. Thì bây giờ ngày xưa mình vô minh thì bây giờ mình phải minh. Ngày xưa mình khổ thì bây giờ mình phải lạ. Mình bị mình là mình có mắt tai mũi miệng, thân ý này nó tiếp xúc và nó làm cho mình bị đắm chìm, thì bây giờ cũng lấy mắt tai mũi miệng thân ý này tiếp xúc, nhưng mà tỉnh giác. Cho nên trong kinh hay nói đó, có một Bồ Tát kia móc mắt cúng, xẻo tay cúng, đâu có nghĩa là ổng đi đâu cũng cầm cây dao sẵn đợi ai xin món gì ổng bóc. Mà thí dụ như có hai mắt mà ta xin cho một lần thôi chứ đâu có cho được nữa. Và cái chữ bóc mắt cho nghĩa là gì? Ngày xưa mình hay nhìn người ta bằng cặp mắt phán xét, phán đoán, thì bây giờ hãy móc cặp mắt đó ra để nhìn cặp bằng cặp mắt cảm thông. Thế thôi. Chữ móc mắt nghĩa là vậy đó. Hãy móc cái cặp mắt mà khô kệch, nghiệp chướng là ngày xưa. Ngày xưa cũng cái miệng này mà chửi bới ung sùng, bây giờ cũng cái miệng này mà niệm Phật ung sùng. Cho nên có một pháp môn niệm Phật gọi là cao thanh trì danh. Cao thanh trì danh là mình niệm lớn cho ta niệm theo. Ví dụ như giờ đại chúng ở dưới niệm chưa quen có bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đại chúng ở dưới hòa theo Nam Mô A Di Đà Phật. Có một vị hòa thượng sáng nào ngày cũng đứng trên đỉnh núi, thấy dân chúng mà ta đi bán vô ta đi dưới chân núi, ngài dưới này, ngài đứng trên này, ngài dạo xuống Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người ở dưới, có người thì niệm theo, có người không niệm, nhưng mà nhờ cái tiếng niệm lớn của ngài cho nên cái người dưới không muốn nghe cũng phải nghe. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên khi mình niệm Phật, mình tụng kinh, cho nên ta tạo cái tượng Phật. Bây giờ Pháp Hòa, bây giờ có nhiều người ta không có thích Phật, nhưng mà ta đi ngang tượng này, hỏi tượng có tượng gì, vậy ta không thể nói tượng Chúa, mà ta phải nói gì? Tượng Phật. Miệng họ chưa bao giờ nói chữ Phật, nhưng mà nhờ mình tạo cái tượng Phật cho nên buộc lòng họ phải nói Phật. Mình gieo cái duyên cho người ta nói chữ Phật. Ở nhà mình viết một câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà ai bước vô nhà mình thấy cái câu đó phải đọc à Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó mình dụ người ta niệm đó. Nhưng mà dụ niệm bằng cách là anh tu biểu anh niệm, anh không niệm đâu, tôi ghi câu đó. Hãy anh gặp là anh phải niệm à. Có ai mà thấy chữ mà không niệm đâu. Hồi nãy đi thiền hành vậy chứ mà đi ngang chỗ kia là thấy nha, bánh mì chợ cũ. Tại ghi cái chợ cũ lên, anh không thể đọc là chợ mới. Anh phải đọc chợ cũ. Quý vị hiểu ý không ạ? Cho nên đó, thường thường mấy cái câu mà ta ghi nó có cái công năng. Như hôm rồi có một cái vị Phật tử khổ ngố cùng lên gặp Pháp Hòa và đọc câu thôi. So với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Anh nghe xong rồi anh bừng tỉnh.
Trời ơi, cái buồn của mình chỉ là một hạt cát so với cái khổ lụy của cả vũ trụ này. So với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này chỉ là hạt cát thôi ra chứ. Lượm câu đó bỏ túi đi. Mà mình lượm được một câu đó bỏ túi rồi mình viết cái câu đó ra rồi để nhắc nhở mình. Nhiều khi mình mới nói, trời ơi, có ai khổ như tôi không? Nếu mà lúc đó có ai mà nghe được, tôi nói tôi nè. Mình cứ nghĩ là mình là cái người tận cùng khổ của thế gian này. Không đâu. Mình khổ nhưng mà mình vẫn còn phước là khổ ở nước Mỹ. Bất quá là khổ tâm chút mà chưa khổ vật chất. Có những người người ta khổ tâm mà người ta khổ luôn cả vật chất. Tình cảm không có mà còn nghèo luôn. Cơm ăn áo mặc lo cho con không có. Còn mình giờ khổ ông chồng có một chút thôi, nhờ bù lại mình cũng có tiền lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Thì cái khổ của mình có một chút thôi. So với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này chỉ là hạt cát thôi ra chứ. Cho cái điều thứ năm, không phải mình quán để mình thấy cái gì khác, mà mình thấy rằng mình giữ thân này để mình tiến tu đạo nghiệp. Cho nên cái người đi xuất gia cũng vậy. Nếu mà buồn khổ mà vô chùa mà tu mùng 3, mùng 7 mà có ráng lắm là cũng sàn, cũng xảy tới mùng 10, không nên được. Mà nếu mà cái người xuất gia mà đúng nghĩa là phải làm gì? Chí cầu đại thừa vị độ nhân cốt. Đó là cái điều thứ năm người xuất gia phải quán nhớ. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cốt. Phát tâm xuất gia vì cảm mến Phật Pháp mà đi tu, chứ đâu phải thương thầy trụ trì mà vô. Thương cái cô đó tại cô nấu ăn ngon vô. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cốt. Nhĩ, điều thứ hai là hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cốt. Cạo đầu, chấp nhận xấu, bỏ đi cái áo đẹp thường ngày của mình chỉ vì thích một cái thôi, thích pháp y. Hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cốt. Mà nếu mình còn thích pháp y này thì đi ra đường không mắc cỡ, không cần phải chế biến kiểu gì đó cho nó giống quần tây, mai túm túm vô để ta không cười. Mình nhớ là mình phải quỳ lại để được cái áo này chứ đâu phải bình thường. Mà tại sao bây giờ được mặc thì lại sợ mắc cỡ, đi ra đường ta cười là sao? Rồi đi chế kiểu này kiểu nọ mặc để cho nó không có giống người tu. Rồi lấy cái kết đội lên nữa, mà trong cái đó mình có cái nón len đội cho nó ấm cái mỏ hiền. Mình tu đâu có mỏ ác, tu là chỉ có mỏ hiền. Không có đội nón kết, không có đội những cái nón đời, tại vì mình thích cái pháp phục này. Hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục có năm đức của người tu. Mà cái điều cuối cùng là, trong cái điều năm điều đó, cái điều cuối là phải chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Cầu cái pháp cao siêu để mà độ đời, chứ không phải cầu cái bình thường như là cơm ăn áo mặc, chỗ ở để mà qua ngày. Thì cái điều thứ năm mà hàng ngày chúng ta quán cũng vậy. Phải thấy rằng nuôi thân này để hành đạo. Cái câu thứ năm là ngũ giả tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khôn, vi thành đạo nghiệp phương thọ tứ tịnh. Vì thành tựu đạo nghiệp mà con thọ nhận thức an này. Thì cái điều thứ năm diễn dịch ra cho chúng ta vừa hiểu mà vừa tu tập. Xin nhận thức an này để mà nuôi thân, xây dựng tình huynh đệ, xây dựng tăng thân, nuôi lớn chí nguyện xuất gia của mình, hộ đạo giúp đời mà con nhận món ăn này. Mà khi mình thấy được cái đó rồi thì mình ăn gì mình vẫn thấy ngon hết. Vì mình đâu phải đi vô bữa ăn để mình kiếm cái ngon. Vậy thì hôm nay thưa đại chúng, Phong là muốn thưa với đại chúng cái hai chữ mà Đức Phật dạy chúng ta là phóng dật. Phóng dật là buông luôn.
Và Phật dạy chúng ta đừng buông luôn ở cách nào, không phải chỉ chỗ tụng kinh mà ngay cái ăn Phật cũng dạy kỹ như vậy. Rồi quý vị thấy khi mà mình tụng kinh đúng không ạ? Tại sao mình mặc áo tràng? Cái áo tràng này để giữ mình nghiêm túc, không để mình cẩu thả. Chắp tay trước tượng Phật để giữ tâm trang nghiêm. Khi lễ Phật thì đưa tay lên trán, đi ngang qua miệng rồi mới đi xuống. Đây là ý nè, khẩu nè, thân nè. Một đầu tiên là mình để tay mình, đây là thân nè, đi ngang lên đây là khẩu nè, lên đây là ý nè, phải không? Thân, khẩu, ý. Còn một khi mà mình đưa tay mình chấp ngay đây, thường mình thí dụ mình sướng Phật, mình ca ngợi Phật, mình để ngay đây. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biến Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai. Thầm vương chư Phật tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Đó mình đưa lên trên, mình mới lại xuống. Hay nói một cách khác, người muốn cao thì phải hạ. Trước khi mình muốn làm người cao, mình phải làm người thấp. Mình muốn người ta quý mình thì trước hết mình phải quý người. Mình muốn làm người cao thì trước hết mình phải khiêm hạ. Cho nên không có cái khiêm hạ nào cho bằng khi mình bỏ hết cả người mình xuống để mình lại. Khi mình ngồi lại, mình quán chiếu, thì mình sẽ thấy rằng ở trong nhà Phật, mỗi cử chỉ, mỗi việc làm đều dạy chúng cho khiêm cung và không phóng dật. Thí dụ như mình tụng kinh mà áo tràng nè, cầm chuỗi nè. Thay vì mình, nếu mà mình không có cầm chuỗi thì á, tay của mình nó mình hồi mình thế là mình mỏi, mình buông thế này thế kia. Cho nên hồi xưa các vị mới hỏi, ủa tại sao có người chắp tay thì để yên thẳng vậy, mà cũng có người chắp á, thì lấy cái ngón tay cái á, bên phải đè lên cái ngón tay cái của bên trái. Quý vị có thấy có thỉnh thoảng có người ta chấp vậy không? Ta chấp vậy nè. Thỉnh thoảng có thấy nhiều người ta chấp vậy nè. Hay là có người chấp ngược lại, là lấy ngón tay cái của bên trái đè lên ngón tay cái của bên phải. Cái nào nó cũng có cái nghĩa của nó. Hễ mà mình lấy cái ngón tay cái mình đè lên bên phải, mình đè lên cái trái là gì? Luôn luôn tôn trọng điều phải. Phải mà mình lấy cái ngón trái mình đè lên cái ngón phải là làm gì? Hả? Có nghĩa là khu khe. Và các vị hồi xưa ta giải thích, khi mà mình làm, mình chắp tay mà lấy cái ngón tay cái bên trái mà đè lên cái ngón tay cái bên phải là để nói rằng có tài mà không có khoe. Luôn luôn ẩn tàng cái không phải là mình ẩn tàng đó là mình giấu giếm, nhưng mà mình không có nổ. Giống như ngày mai là July 4 thì cứ nổ, bình thường thì đừng có nổ. Ý muốn là một là mình tôn trọng cái phải, còn nếu ngược lại thì có nghĩa là mình giỏi mà không khoe khoang. Đó là cái đức hạnh của người tu. Cho nên một khi Phật tử mặc cái áo tràng rồi vào chánh điện, tay chân mình phải bằng cách nào? Luôn luôn để trước ngực. Đây là cái thế của cung thủ. Cho nên quý vị thấy vô với cái chùa xưa nha, Phật Thích Ca ngồi giữa, Ngài A Nan Ca Diếp đứng hầu hai bên. Ngài Ca Diếp á là đại sư huynh mà, cho nên Ngài Ca Diếp á luôn luôn đứng kế bên và chắp tay hầu Phật. Nhưng mà Ngài A Nan á đứng kế bên trẻ hơn, đẹp hơn cung thủ, bởi vì thị giả là phải lắng nghe. Cho nên Ngài A Nan đứng bên, con xin cung thủ lắng nghe thánh chỉ của Phật. Còn Ngài Ca Diếp đứng kế bên, con là đại đệ tử luôn luôn đứng hầu Phật. Và hai vị đó mình nhìn dần sao mình biết vị nào Ca Diếp A Nan. Khi nào bước vào chánh điện, nhìn có ông cụ nào mà da nhăn nhất, ốm ốm nhất mà chắp tay là biết Ngài Ca Diếp. Còn tượng nào mà da thẳng nhất, môi đỏ đẹp nhất, đứng dậy là Ngài A Nan. Cái già, cái nhăn, cái ốm ốm là Ca Diếp, tại vì Ngài tu khổ hạnh. Còn tròn tròn, đẹp đẹp, A Nan.
em không có nói à. Em chỉ mở mở thôi, có ai nói à, thưa đại chúng, bây giờ là 10:43, tức là mình đi lố 13 phút. Ở đây là Mỹ lắm, rất là giờ giấc. Thưa đại chúng, sáng hôm nay được thăm đại chúng và được chia sẻ với quý vị, không có cái gì sâu sắc và cao xa hơn ngoài cái ý là những cái gì có thể chúng ta sẽ thắc mắc tại sao chúng ta phải làm như vậy. Tại sao khi chúng ta dâng một cái chén nước cho Phật thì lại để trên cái dĩa? Hay là bây giờ mình khách tới nhà mình mời nước thì mình lại để cái ly trên cái dĩa? Những cái thí dụ như vậy, không ngoài cái gì hết là để nhắc chúng ta luôn luôn phải chánh niệm mỗi việc làm của mình. Cái nào mình làm cũng phải trông ở cái cung kính tế nhị. Mà cái cung kính tế nhị mà có thì sao? Bớt cái phong nhật. Ví dụ ở Việt Nam mình, người Nam ở nhà nóng quá, mặc cái áo thun sát cánh, cái quần đùi. Khi mà thấy khách tới thì người Nam nó liền chạy vào nhà, mặc cái quần dài vô, tròn cái áo sơ mi vào, áo tay dài vào. Nó để biểu lộ cái gì? Mình quý khách. Thế thôi. Cho nên á, Phật tử mình đi ăn tiệc, mình mặc nguyên bộ đồ vest, mà mình đi chùa mình mặc quần đùi. Ngon chưa? Cho nên mình đi chùa, tại sao mình đi ăn tiệc mình mặc đồ mà nghiêm túc, mà mình đi chùa mình ăn mặc nó không nghiêm túc? Đó là mình có lỗi. Không ai trách mình, Phật không hề quở mình. Nhưng mà mình thiếu chánh niệm, mình đang đi đâu, mình đang làm gì? Vậy thôi. Hay là ngược lại, Phật tử đã mặc cái áo vạt hò đi chùa làm công quả rồi, lỡ chùa có thiếu chút ít rau chạy qua mua thì cứ mua, đừng trả giá. Chị, cái này bán nhiêu vậy? Người ta nói này đồng 2 bó vậy, sao mắc vậy, tôi mua cho chùa đó đồng 5 nghe. Cái người ta chưa kịp trả lời nữa, cái dụng đồng đó xách 5 bó hò đi qua. Mình vừa đi ra đã nói cái bà đó thế này thế kia, thế mặc đồ mặc hò của chùa mà mình ứng xử chưa dễ thương thì nguy hiểm lắm. Cho nên thưa đại chúng, những cái đó nó chỉ gì? Tại sao chúng ta phải chánh niệm? Chánh niệm là để biết rằng thể mặc bộ đồ mặc hò thì chúng ta phải nói như thế nào, hành xử như thế nào để người ta đừng có vánh giá cái người. Tôi nói cái bà này priceless, very high price, thế này thế kia. Ngược lại cũng vậy. Cho nên những việc làm mà trong chùa đều là để chỉ biểu lộ một cái hình tướng tu tập là không có buông lơi, không có thả lỏng. Cho nên tại sao mình tụng kinh? Thí dụ như mình đang ngồi tụng kinh, hễ mình tụng kinh đó, quý vị nhớ là khi nào tụng nhất là tụng kinh Pháp Hoa nè, những cái bộ kinh bộ nói chung đó. Mình tụng mình để ý sắp hết một trang thì cái tay phải của mình liền chuẩn bị một cái trang kế bên để mình lật qua, mình không có hấp tấp. Mình để cho tới hết câu rồi bắt đầu mình lật hoài là không được. Nó đơn giản thế thôi, nhưng mà nó biểu lộ rằng mình có buông lung. Tại sao chuẩn bị hết trang mình không sang trang, để tới last minute thì mình lại le lưỡi mình liếm? Mà quý vị để ý, một người như vậy, 100 người như vậy thì quyển kinh này nó sẽ bị không phải dơ, rất là nhiều vitamin. Mà thưa, cái vitamin thì không sao, tại vì ai cũng có vitamin hết. Nhưng mà chúng ta thiếu cái tâm cung kính với Pháp Bảo. Thiếu cái tâm cung kính với Pháp Bảo. Đang cầm cuốn kinh mà gặp ai đi tới kẹp nách thì chị khỏe không? Cuốn kinh mà. Nếu mà mình cầm quyển kinh mà mình gặp người bạn đi tới, không cầm quyển kinh sáng người đó nữa. Tại vì mình cầm quyển kinh sáng người đó, người đó tổn thương. Mà hễ mình kẹp quyển kinh vô đây thì thiếu kính. Cho nên mình làm sao? Ôm cuốn kinh vào lòng, cúi đầu chào thôi. Có nhiều khi mình đang cầm đôi dép sợ mất,
thấy ông thầy đi ra tới cặp nguyên đôi giày sáng thầy. Bây giờ quý vị thấy được cái tầm quan trọng của chánh niệm chưa? Chánh niệm là gì? Biết rất. Mà bây giờ muốn chánh niệm phải làm sao? Hằng ngày tâm mình phải định tĩnh, tập định tĩnh mỗi việc, mỗi việc mình làm thì từ từ. Thưa đại chúng, văn phải ôn, võ phải luyện. Một ngày không thể nào mình chánh niệm liền được, nhưng từ cái nhỏ nhỏ đó. Thí dụ mình thấy quyển kinh bị tàn nhang rơi xuống, thấy thói quen mà lấy miệng thổi cái phù, thổi bụi đâu không sạch mà thêm miếng nước của mình nữa, phải không nào? Thật sự ra mình lấy cái tay á, hoặc là lấy tờ giấy mình chùi, đơn giản vậy đó. Thật sự ra những cái việc rất nhỏ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó biểu lộ từng cái định tĩnh chút chút đó của cuộc sống hàng ngày. Cho nên khi mình tụng kinh vậy, rồi khi mình đang tụng, bình thường mình tụng thì mình để cái tay mình vào, nhưng mà khi mình nghe đến khi nào mà Nam Mô A Di Đà Phật, niệm danh hiệu của Phật, thì tay mình chắp lên để mình biểu lộ sự cung kính. Thí dụ vậy, khi mình ngồi tụng kinh, lâu lâu cái lưng mình nó khom xuống, cái nhớ trực cho mình ngồi thẳng lại. Cho nên mình có cái bồ đoàn nè, cái bồ đoàn này nó hay lắm, nó ngồi cái nó đôn cái xương sống mình lên, mình ngồi được thẳng. Và khi mình ngồi thẳng thì hai cái đầu gối mình nó chạm dưới đất, ngồi được lâu không có mỏi. Cho nên ngồi bồ đoàn nó không có ngồi hết. Quý vị đừng có ngồi hết trên cái bồ đoàn. Không, mà ví dụ vậy nè, quý vị mà ngồi hết trên cái bồ đoàn á, nè đây giờ không, mà ngồi hết lên nè, nó lưng lửng vậy nè, thấy không? Nhưng mà nếu mình ngồi phân nửa của cái bộ đoàn, phần ba cái bộ đoàn, thì hai cái gối mình nó chạm đây, thì nó có cái sàn á, nó đỡ cái hai gối mình ngồi được lâu. Còn nếu mình ngồi vậy nè, thấy không, cũng giống như là mình ngồi tòa sen mà nó chạm cũng được. Cho quý vị biết, khi mình ngồi á, là ham quý vị ngồi phần ba. Và nếu mình ngồi phần ba thì đây, hai cái gối mình chạm ở dưới lòng của ở dưới cái mặt đất, thì nó đỡ cái chân này, thì mình ngồi được lâu. Và khi mình ngồi như vậy thì tự nhiên cái gối này nè, nó đẩy cái xương sống mình lên, là mình ngồi thẳng liền. Và khi mình ngồi thiền hay tụng kinh cũng vậy, nhất là ngồi thiền xong rồi mình ngồi, mình để ý mình thả hai cái vai mình cho nó thả lỏng xuống, đừng có ráng. Ví dụ mình ngồi mình vậy nè, lâu ngày nó thành Phật kiểu này, không? Rồi mai mốt mình thành Phật, tôi nói trời sao Phật ngồi khổ quá. Rồi khi mình ngồi thiền lâu lâu mình phải kiểm soát cơ, mình đang sao. Có nhiều khi mình ngồi thiền, ngồi thiền là mình phải cười, mà không phải nhăn răng, không, mỉm cười thôi. Quý vị thấy tất cả tượng Phật không? Cái mỉm cười đó là gì? Cái nụ cười ta gọi là vi tiếu. Chữ vi là gì? Nhuyễn nhỏ. Tiếu là nhẹ, tức là cười nhẹ. Vi tiếu là những nụ cười nhẹ thôi. Ví dụ thôi, hồi nãy cái chị kia chị hứa chị cho mình miếng xôi ăn sáng, xong rồi chị gặp bạn của chị nói xin lỗi chị, cho tôi xin lại, tôi cho bạn tôi. Cái mình không có gì cười thôi. Thôi thì người khác ăn mình khỏi ăn, mà cũng đúng thôi, bạn người ta phải cho lại rồi. Đó là nhiều khi cuộc sống có những cái việc nó đến với mình á, mình cứ vi tiếu vậy. Phong hòa con thầy bạn, thì thầy đến cái nhóm đó, cái Phật tử quỳ xuống lại luộc thầy năn nỉ thầy: tụi con đã mua đất xong hết rồi, giờ xin cúng cho thầy, thầy làm chùa, tại tụi con chỉ nghĩa là tin thầy thôi. Để thầy thế kia nói dữ lắm thầy không nhận, mà cả đêm năn nỉ, cái cuối cùng thầy nhận. Sáng 5 giờ sáng gõ cửa thầy, nói thầy ơi tụi con họp lại rồi, thôi tụi con cúng thôi. Là không lẽ giờ nói không được, quý vị hết thôi, phải không? Những cái trường hợp vậy thì làm gì? Vi tiểu. Và đại chúng để ý trong cuộc sống của mình đó, bàn bạc những cái chuyện như vậy họ xảy ra, thì lúc đó mình làm gì? Vi tiểu. Mà vi tiếu tức là tại sao mình được vi tiếu? Tại vì mình bình an trước mọi thịnh suy. Được mà hồi nãy mình không có được, mà giờ được, mà được mà chưa tiện được. Cũng giống như quý vị ở đây mua xe lái nha, mua chiếc xe 30 ngàn, hỏi xe của ai? Xe của tôi. Mà thiệt của tôi không? Chưa thuê ốp,
thì chưa phải là của tôi. Cho nên lấy xe mướn đó. Lấy xe mortgage không đó. Nhà ở phải nhà của tôi mà thiệt của tôi không? Chưa pay up thì chưa phải của mình. Mà cho dù trả hết rồi mà có chắc là của mình không? Cũng không. Tại vì tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tài thuộc ngũ gia là của cải, là của năm nhà. Không cháy thì nước trôi, không trôi thì con phá, không con phá thì giặc cướp, trộm cướp họ vô, mà không trộm cướp vô thì nhà nước lấy. Của cải của mình có ngày nó rơi mất, mà một trong những cái trường hợp đó sẽ xảy ra. Một trận động đất thôi, thiên tai cũng có thể mất, phải không? Cho nên thấy như vậy, hiểu vậy, quán chiếu và thâm nhập được vậy, cho nên việc gì mình cũng vi tiếu. Mà cái vi tiếu là bình thường nhất, tại vì mình cười nhăn răng quá, cái bữa nào mình không cười tao thấy, phải không? Mà mình sầu khổ quá, bữa nào mình cười cười tao cái bữa nay biết chuyện gì, phải không? Cứ vi tiếu là bảo đảm nhất, phải không? Tao biết mình bình thường, mà cái vi tiếu là biểu lộ cái tâm bình thường. Thôi chúc đại chúng có một buổi sáng thật là bình an.